kéo chậm tốc độ đi nữa. Rồi quay trở lại cái việc mà anh mấy chị quay trở lại cái việc mà mấy anh chị hỏi những cái câu liên quan đến bài tập vừa rồi mà mình chưa giải đi. Chứ ví dụ như là anh Đàn Anh Huy có hỏi câu 5 phần 2 quản lý bán hàng nè. Rồi nó trôi mất tiêu rồi, để mình coi. Câu 18 phần 1 này chị Hà hỏi nè. Câu 18 phần 1. Câu 18 phần 1 sao lại câu 18 phần 1? Câu 18 phần 1. Câu 18 này mình chưa yêu cầu làm mà ta. Sao lại? Mình coi lại lớp 1, lớp 2 ha. Mình thấy mình chưa, để coi mình có yêu cầu làm câu 18 chưa, phần 3 La Mã chưa. Đây chưa ha. Mình chưa yêu cầu làm câu 18 phần 3 La Mã quản lý bán hàng nha, tức là cái câu mà mua tất cả các sản phẩm của Singapore á. Tìm số hóa đơn trong năm 2006 đã mua tất cả sản phẩm Singapore, mình chưa yêu cầu làm ha. Chị Hà vui lòng coi kỹ lại giúp mình. Mình chưa, cái nào mình chưa yêu cầu thì chưa nên đụng vào. Chưa nên đụng vào ha. Câu 5 phần 2 quản lý bán hàng. Câu 5 phần 2 quản lý bán hàng. Câu 5 phần 2. Câu 5 phần 2. Ủa phần 2 là gì, có câu 5? Câu quản lý bán hàng. Sorry các anh chị, nhầm nhầm nhầm. Mình quản lý giáo vụ không thấy câu 5. Cập nhật giá trị VIP đối với những khách hàng đã đăng ký thành viên trước ngày 1 tháng 5 có doanh số từ 1 triệu đô la và khách hàng đăng ký thành viên từ 1/1/2007 trở về sau có doanh số từ 2 triệu trở lên cho bạn khách hàng 1. À rồi rồi, ok. Câu đó thì hơi phức tạp. Anh Huy, anh Đoàn Thanh Huy hỏi câu 5 phần 2 quản lý bán hàng. Rồi ok. Như vậy thì các anh chị đợi một lát mình đặt cái server của mình lên nè. Rồi còn câu nào nữa không? Ồ, chị Vân hỏi một series luôn hả? Ủa câu này hôm trước có giải rồi mà bạn ơi, bạn nào từ từ, anh Minh Nhật ơi. Quản lý bán hàng. Phần 1 từ câu 2 đến câu 10, câu 2 đến... chứ 8 đến 11 chưa làm được, đúng rồi. 8 đến 11 chưa làm được. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn. Thì nếu như anh chị này chưa làm được á thì mình sẽ grant thêm deadline thôi. Tức là mình giãn cái deadline ra cho anh chị nộp lại thêm thôi. Nộp thêm. Còn cái anh chị nào muốn sửa lại bài thì mình cũng sẽ cho thời gian sửa. Ok, để mình sửa xong cái câu update đã. Cái câu update cho anh Huy ở phía trên, anh Huy có hỏi. Thì mình để mình sửa cái câu update lại nè. Anh Đàn Thanh Huy. Rồi rồi, sau đó mình sẽ đi vào cái nội dung hôm nay ạ. Nội dung hôm nay thì mình cũng sẽ ôn lại những cái kiến thức, mình sẽ tổng hợp lại những cái kiến thức đó sao cho nó đi theo một cái trình tự bài bản. Hôm trước là thực hành, thành thử đụng câu nào mình sẽ dạy câu đó, mình sẽ hướng dẫn câu đó. Còn hôm nay mình sẽ đi cho nó bài bản lại là từ đầu đến cuối ha. Phần 1, phần 2, phần 3, phần ABC là gì hết. Rồi có đáp án luôn rồi nè. Update khách hàng 1, set lại khách hàng bằng VIP nè. Que ngày đăng ký bằng 1/1/2007 và doanh số lớn 1 triệu hoặc là ngày đăng ký. Không, có anh Nguyễn Tôn Thế Toàn ảnh post đáp án lên rồi. Vậy thôi mình khỏi giải. Có người post đáp án lên rồi. Từ từ để mình coi đáp án nó đúng không đã chưa. Những khách hàng thành viên đăng ký trước ngày 1/1, trước ngày 1/1 là bé hơn 1/1/2007 nha. Quen ngày đăng ký bằng hả? Rồi đáp án sai rồi nha. Đáp án của anh Thế Toàn sai rồi ha. Đúng rồi, bé hơn 1/1/2007. Có doanh số từ 10 triệu trở lên.
và doanh số từ 10 triệu trở lên đúng không, mà lớn bằng 10 triệu. Các anh chị nhớ để ý mấy cái nào, có màu luôn. Mấy anh chị nhớ để ý mấy cái dấu lớn hơn bé hơn, lớn hơn hoặc bằng, bé hơn hoặc bằng nha. Nhớ để ý nha, tại vì trong này nó ghi là thành viên trước ngày 1 tháng 1 năm 2007, có nghĩa là trước ngày 1 tháng 1, tức là cái ngày đăng ký nó bé hơn 1 tháng 1 2007, và có doanh số từ 10 triệu trở lên, tức là từ một cái số nào đó trở lên, tức là lớn hơn hoặc bằng 10 triệu trở lên. Mấy anh chị chuyên gia sai ở những chỗ đó. Những câu này là những câu không khó, nhưng mà chỉ cần các anh chị chỉ cần sai một dấu thôi là mình trừ điểm rồi. Sai một dấu bằng hay là một dấu gì đó thôi là đủ trừ điểm rồi chứ không gì chưa. Thành thử nên những câu dễ mấy anh chị nên chắc chiêu ha, kèm cẩn thận vào. Về cái tiếp theo là hoặc khách hàng đăng ký thành viên từ ngày 1 trở về sau có doanh số từ 2 triệu trở lên. Có doanh số từ 2 triệu. Hả? Alo. Mấy anh chị học hoàn chỉnh giường, tụi em học mới học thì hiển lại ok. Để mình sửa cái câu update này lại, mình có cái đáp án nào, mình có đáp án được hơi, nhưng mình sửa lại cho anh chị ha, cho dễ. Rồi, ok, để mình share cái màn hình ra cho anh chị cho dễ ha. Ra là trong cái máy tính mình không có cái cơ sở dữ liệu này, thì tự nên mình cũng sẽ làm cơ sở dữ liệu ha. Rồi, cái câu này của mình nó yêu cầu là mình cập nhật lại khách hàng một. Những cái khách hàng nào có loại khách hàng cập nhật là loại khách hàng bằng VIP ha. Như vậy thì mình sẽ viết theo đúng cái cú pháp của câu lệnh update thôi. Ok. Khách hàng một. Khách hàng một. Update cái cơ sở dữ liệu ở cái bảng khách hàng một. Anh chị đừng để ý mấy cái răng răng này nha. Set cái loại khách hàng ha. IP. Với điều kiện là gì ha? Với điều kiện là cái gì? Như vậy thì ở đây mình có hai cái điều kiện. Cái câu 5 này nè. Rồi mình có hai cái điều kiện là với những khách hàng đăng ký thành viên trước ngày 1 tháng 1 năm 2007 và có doanh số từ 10 triệu trở lên. Rồi cái này là một vế nha. Các anh chị để ý cái này là một vế, như vậy thì tạm thời mình đánh dấu màu đỏ đi. Một vế hoặc ha. Khách hàng đăng ký thành viên từ 1 tháng 1 năm 2007 trở về sau có doanh số từ 2 triệu trở lên. Như vậy thì cái này cũng là một vế khác, mình tạm thời đánh màu tím đi đó. Như vậy thì cái vế màu đỏ với cái vế màu tím này mình sẽ xử lý nó à. Bây giờ cái vế màu đỏ này, những khách hàng đăng ký thành viên trước ngày 1 tháng 1 và có doanh số từ 10 triệu trở lên. Như vậy thì những khách hàng đăng ký thành viên trước ngày 1 tháng 1 à, thì mình sẽ là ngày đăng ký đúng không? Ngày đăng ký trước ngày 1 tháng 1 năm 2007, tức là trước ngày 1 tháng 1 năm 2007 đó. Nhớ là trước khi chạy câu này nhớ set day format thì mình ha, set day format là day bên gì để SQL Server nó hiểu là cái cụm này là ngày tháng năm ha, đây nè, đây đây nè, mình mình nè, gì nè, nó hiểu là ngày tháng năm. Thì trước khi mà chạy cái câu lệnh dưới này update này á, thì các anh chị nhớ chạy giùm mình cái câu set day format trước giùm ha. Rồi ngày đăng ký nó sẽ bé hơn, tức là trước ngày 1 tháng 1 năm 2007 và điều kiện gì ha, và điều kiện là cái doanh số của người đó, doanh số của người đó phải lớn hơn, phải từ 10 triệu trở lên. Như vậy từ 10 triệu trở lên á, có nghĩa là từ 10 triệu trở lên có nghĩa là từ 10 triệu trở lên có nghĩa là nó lớn hơn hoặc bằng 10 triệu đúng không? Lớn hơn hoặc bằng 10 triệu thì là 123, 123. Mình hiểu đúng không? Là 123 đúng rồi. Đấy, từ 10 triệu trở lên. Rồi đây là một vế. Đây là một vế à. Như vậy thì mình tạm thời mình đóng cái vế này lại, đóng mặt cái vế này lại. Hoặc ha. Vậy là nguyên cái vế này hoặc một cái vế nào khác nữa. Đó. Hoặc một cái vế khác nữa, hoặc là ngày đăng ký đúng không, sau ngày
sau ngày 1 tháng 1 năm 2007 đúng không? Như vậy thì sau ngày 1 tháng 1 năm 2007 về doanh số đúng không? Để mình xem lại cái đề coi. Hoặc là khách hàng đăng ký thành viên từ ngày 1 tháng 1 trở về sau nè. Từ ngày 1 tháng 1 trở về sau của mình sẽ là lớn hơn hoặc bằng ngày 1 tháng 1 năm 2007. Rồi. Và có doanh số từ 2 triệu trở lên, như vậy là từ 2 triệu trở lên. Từ 2 triệu trở lên tức là lớn hơn bằng 2 triệu. Rồi. Như vậy thì chỗ này sẽ là doanh số lớn hơn hoặc bằng 2 triệu. Vậy thôi. Như vậy thì mình có cái câu này là update khách hàng 1 ha, xếp loại khách hàng bằng VIP với điều kiện ha, mình có hai cái cụm này và cái cụm này. Một á là ngày đăng ký bé hơn, tức là trước ngày 1/1/2007 và doanh số lớn hơn 10 hoặc bằng 10 triệu. Hoặc là ngày đăng ký sau ngày 1/1/2007 từ ngày 21/1/2007 trở về sau và doanh số lớn hơn bằng 2 triệu. Đó đó là cái câu update của mình. Rồi thì đó là cái câu câu 5 phần 2. Thì mình học đi ha. Bây giờ mình học trước đi. Mình học cái à không. Mình cứ học trước đi. Mình cứ học những cái cơ bản trước đi rồi mình sẽ sửa cái bài này. Rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn thêm cái phần về sau. Chứ nếu như mình không có nói cái phần về sau, mình nói luôn cái phần kiến thức về sau thì các anh chị sẽ bị hỏng kiến thức mất. Vậy thì thôi, hôm nay mình sẽ bắt đầu cái phần nội dung ha. Mình sẽ bắt đầu bài bản từ đầu đến cuối. Rồi bắt đầu để củng cố lại kiến thức thì mình sẽ đi vào cái phần mà SQL. Thì đầu tiên là cái phần giới thiệu, định nghĩa dữ liệu, truy vấn dữ liệu và cập nhật dữ liệu, những cái phần liên quan đến cái ngôn ngữ SQL này. Thì đầu tiên là cái ngôn ngữ SQL là viết tắt của cái chữ Structured Query Language ha. Thì nó là ngôn ngữ cấp cao, người sử dụng chỉ cần đưa ra cái nội dung bằng tiếng Anh theo một cái cú pháp, một cái cấu trúc có sẵn thì có thể tương tác được với cái dữ liệu, với cái máy tính. Rồi thì cái ngôn ngữ SQL này nó được phát triển bởi IBM vào thập niên những năm 1970, và ban đầu thì cái ngôn ngữ SQL này được gọi là SQL, gọi là SQL. Và cái tổ chức, những cái tiêu chuẩn thế giới ANSI, tổ chức tiêu chuẩn thế giới công nhận và phát triển cái ngôn ngữ SQL này thành những cái chuẩn dùng để giao tiếp với dữ liệu. Thì mình có những cái chuẩn, ví dụ như ở đây mình có nhiều chuẩn phía sau này nữa: SQL 586, SQL 592, SQL 599 và SQL sau đó nữa, những cái chuẩn ha. Thì những cái chuẩn này ban đầu thì nó sẽ có ít những cái thành phần của SQL. Tuy nhiên là do quá trình phát triển của loài người về đòi hỏi nhiều hơn của cái việc thao tác với dữ liệu thì dần dần cái ngôn ngữ này nó phát triển, thì đòi hỏi người ta phải nâng cấp cái chuẩn lên, thì mình có nhiều nhiều, nhiều cái chuẩn về sau này nữa. Nó đưa vào thêm những cái tiêu chuẩn, những cái quy tắc chung cho SQL toàn thế giới để người ta phát triển thành những cái phần mềm á. Thì mình có những cái chuẩn đầu tiên là 86, sau đó 92, 99 và về sau nữa ha. Có những cái chuẩn sau này nữa. Thì các anh chị có thể tìm hiểu. Nhưng mà cái đó là cái phần nền tảng lý thuyết mình nắm được. Là SQL á, thì nó như hôm trước mình có nói là nó gồm 4 thành phần ha, một cái ngôn ngữ giao tiếp với lại hệ quản trị cơ sở dữ liệu như trong chương 1 mình có đề cập á, thì nó gồm 4 thành phần là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu và ngôn ngữ điều khiển ha, điều khiển dữ liệu. Thì ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu tức là DDL, ngôn ngữ thao tác dữ liệu là DML, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu là SQL, trùng với tên của cái ngôn ngữ, trùng với tên của ngôn ngữ SQL. Rồi ngôn ngữ điều khiển dữ liệu tên là DCL, Data Control Language. Thì nó là bốn cái thành phần của một cái ngôn ngữ, mà một cái ngôn ngữ thao tác với cái dữ liệu cần phải có, nó phải có bốn cái thành phần này. Và SQL cũng không có ngoại lệ, nó cũng có bốn thành phần như vậy luôn.
Rồi. Thì nó gồm định nghĩa dữ liệu thao tác, định nghĩa khung nhìn, rèn toàn vẹn, phân quyền bảo mật, điều khiển giao tác. Nhưng mà trong phạm vi của cái môn học này của mình á, thì mình chỉ tìm hiểu về định nghĩa thao tác và truy vấn thôi. Còn những cái ví dụ như là ràng buộc hay là ràng buộc toàn vẹn thì mình cũng có học một phần. Thì các anh chị có thể làm trước đến giờ á, từ bữa thực hành 1 đến giờ thì các anh chị cũng có thể học một phần về cái thao tác, cái ràng buộc toàn vẹn trên dữ liệu. Thì lát nữa mình sẽ chỉ ra cho anh chị là cái nào là ràng buộc toàn vẹn. Rồi phân quyền bảo mật thì các anh chị không học, điều khiển giao tác không học, thành tựu nên mấy cái như trigger này kia có liên quan đến giao tác thì mình sẽ không học. Rồi SQL thì nó sẽ sử dụng những cái thuật ngữ như là bảng nè, cột nè, dòng nè, thành thử nên mình sẽ có thể hình dung ha. Mình có thể hình dung những cái dữ liệu được lưu trữ trong SQL thì nó giống như là một cái bảng trong Excel. Các anh chị nào có thể làm Excel hoặc là các anh chị vẽ bảng, kẻ một cái bảng lên trên giấy, gồm những cái cột, những cái hàng, thì các anh chị có thể hình dung ra là dữ liệu được lưu trữ như thế nào, được thể hiện như thế nào. Thì nó thể hiện qua một cái bảng gồm nhiều cột và nhiều dòng trong đó. Rồi. Như vậy thì mình hay nói những cái thuật ngữ như là thuộc tính thì thuộc tính là cái cột, còn những cái bộ nó những cái dòng dữ liệu đó, thì các anh chị có thể hiểu được ha. Rồi mình có khi tiếp xúc với một ngôn ngữ như các ngôn ngữ lập trình lần trước thì các anh chị cũng đã tìm hiểu, ví dụ như C, các anh chị có học lập trình thì các anh chị sẽ thấy là khi mình tìm hiểu được ngôn ngữ thì mình sẽ bắt đầu tìm hiểu về cái kiểu dữ liệu của nó, mình định nghĩa cái kiểu dữ liệu như thế nào, có kiểu dữ liệu số nguyên, số thật gì đó, vân vân vân. Thì hôm trước cái trong bài thực hành đó mình cũng đã nói về cái kiểu dữ liệu này rồi, về các lệnh định nghĩa dữ liệu. Như vậy thì các kiểu dữ liệu này, các lệnh định nghĩa dữ liệu nó nằm trong một cái phần của ngôn ngữ SQL, và là cái phần đầu tiên là DDL hoặc ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, là một phần nằm trong SQL hay nằm trong cái ngôn ngữ SQL, là phần đầu tiên. Thì mình sẽ đi vào cái phần đầu tiên này. Thì hôm trước á, mình cũng có hướng dẫn cho anh chị là kiểu dữ liệu là gì, rồi định nghĩa cái cơ sở dữ liệu ha, đúng không? Create database, create table, rồi tạo các khóa chính, khóa ngoại gì đó, vân vân. Đó là cái phần ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu á. Thì bây giờ mình sẽ nói kỹ, mình sẽ đóng khung lại cho anh chị. Mình sẽ đóng hộp lại cho anh chị rõ ràng về định định vị được cho các anh chị về cái vị trí của cái những cái câu lệnh mà mình đã làm nó như thế nào ha. Các chị đã làm rồi, bây giờ mình sẽ quay ngược lại, mình sẽ học lý thuyết nè, nó sẽ dễ hơn nè. Đầu tiên á là để định nghĩa dữ liệu thì nó là một cái ngôn ngữ mô tả lược đồ cho mỗi quan hệ nè, nhìn giá trị tương ứng của từng tính. Ví dụ như là nhìn giá trị thì mình sẽ thấy là là cái số đó chỉ từ chạy chạy từ 0 đến 10 nè, không được vượt quá nè, hoặc là cái dữ liệu của mình chỉ được dữ liệu giới tính chỉ được nhận là nam hoặc nữ nè, cái đơn vị tính chỉ là cây, hộp, cái, quyển, chục nè, toàn là những cái bài mà các anh chị đã làm rồi đúng không? Các anh chị nào làm bài tập thì các anh chị sẽ thấy, thực hành các anh chị sẽ thấy đó là cái miền giá trị ha. Giá trị mình có những cái ràng buộc toàn vẹn và chỉ một trong mối quan hệ, thì đó đều là những cái định nghĩa dữ liệu, nhưng mà có những cái mình học, có những cái mình không học. Okay. Rồi thì nó sẽ gồm những cái câu lệnh gì ha, định nghĩa gồm những câu lệnh gì, thì nó có nhiều câu lệnh trong đó, nhưng mà cơ bản thì mình sẽ học những câu lệnh như là create database là tạo ra một cái database ha, mình học câu lệnh này rồi. Rồi mình học câu lệnh tạo bảng là create table rồi đúng không, anh chị học rồi. Drop table là xóa cái bảng, xóa bảng hay xóa bất kỳ cấu trúc nào mình dùng drop drop table. Rồi alter table để sửa cái bảng, thì các anh chị chắc là sử dụng alter table cũng khá là nhiều ha. Alter table như vậy về cơ bản mình có tạo, xóa, sửa, thì mình có create, drop và alter là ba câu lệnh ha, ba câu lệnh tạo, xóa, sửa. Rồi ngoài ra thì có những giá trị domain hay là gì đó thì vân vân, các anh chị đừng để ý đến cái này tại nó cũng không thông dụng lắm đâu. Rồi vậy đó, ngoài ra thì còn nhiều câu lệnh khác nữa. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào những cái câu lệnh mà thông dụng, những câu lệnh mà thông dụng mà nó đủ xài ha, rất là đủ xài luôn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tìm hiểu những cái kiểu dữ liệu
Thì hôm trước mình có viết rất là chi tiết trong cái bài thực hành của mình rồi. Là kiểu dữ liệu thì SQL nó có những cái kiểu dữ liệu gì? Đầu tiên là kiểu số. Số thì mình có kiểu số nguyên ha, integer là số nguyên. Cái miền giá trị của integer thì mình có viết rồi. Có viết trong cái bài thực hành với anh chị rồi, anh chị có thể tham khảo lại. Integer là số nguyên. Nhưng mà cái miền giá trị của nó khá là lớn, từ âm 2 triệu mấy đến dương 2 triệu mấy gì đó. Thì small int là cái số nguyên nhưng mà nó nhỏ hơn. Lý do có cái small int này á, cũng là integer nhưng mà nhỏ hơn, lý do nó có ra đời á là để nó tiết kiệm bộ nhớ cho integer. Integer này tốn nhiều bộ nhớ quá, nó tiết kiệm bộ nhớ bằng cách là ra đời cái small int này. Rồi bên cạnh đó thì mình có numeric và decimal. Numeric decimal thì mình có thể khai báo theo dạng là BS. BS BS là chiều dài của B á, là chiều dài của cái chuỗi số đó, và S là số phần tử ở đằng sau cái dấu phẩy. Tức là ví dụ như là mình muốn định nghĩa một cái số từ chạy từ 0 ha, chạy từ 0 đến 99 và 99, thì tức là nó có chiều dài là 4 chữ số đúng không, và sau dấu phẩy phải là hai chữ số. Như vậy mình định nghĩa là numeric 42, B là 4, có nghĩa là chiều dài của cái đó gồm 4 ký tự, 4 số, rồi sau dấu phẩy là hai số, sau dấu phẩy hai số. Như vậy thì mình định nghĩa numeric 42. Ví dụ như là mình muốn định nghĩa một cái số từ 0 đến 9,99 thôi, thì nó là ba số đúng không, và sau sau dấu phẩy hai số. Như vậy thì nghĩa là numeric 32. Ok, tương tự như vậy thì decimal nó giúp y chang numeric. Mà tại sao decimal lại tồn tại, numeric lại tồn tại? Tại vì hai này y chang nhau, tại sao tồn tại? Là lý do là vì mấy cái chuẩn SQL á, hồi xưa người ta xài decimal, bây giờ người ta xài numeric. Thì tại mấy cái chuẩn đó, nó thay đổi. Lý do là vì mấy cái chuẩn nó thay đổi hả? Thành thử nên nó vẫn tồn tại mặc dù hai cái này nó là một, nó giống nhau. Nhưng mà nhưng mà từ trước đến nay á thì có người xài numeric, có người xài decimal, thành thử nên nó không không thể xóa bớt một cái được. Không thể xóa bớt một cái được. Nó phải thống nhất lại với nhau, nó xài cả hai. Rồi, lý do nó còn nhiều lắm nhưng mà bây giờ kể lý do đây thì nó loãng mất. Thì các anh chị hiểu, cứ hiểu là numeric và decimal là một, khai cái này cũng được. Rồi kiểu dữ liệu real là số thực, double precision này, số có dấu chấm động ha, vân vân, thì mấy cái đó là nó không có quen thuộc với mình, không có xài đâu, xài lắm. Float cũng hay xài, float và real là hai cái số thực. Số thực thì cái miền giá trị của float real thì nó khác nhau, nó như thế nào thì các anh chị tham khảo thêm cho mình. Mình có ghi rất là rõ trong đó rồi. Rồi ngoài số ra thì một cái ngôn ngữ, nó ngôn ngữ lập trình nó cần phải có thêm về chuỗi ký tự nữa. Chuỗi ký tự thì mình có những cái chuỗi ký tự trong trong SQL. SQL là character và character varying, tức là var character là character varying. Thì hôm trước hình như mình cũng đã có giảng kỹ với anh chị về character và var character rồi. Character là cố định ha. Character n có nghĩa là nó chừa cho mình n vị trí cố định, no. Các anh chị có thể tưởng tượng là mình có no, ví dụ như mình character 8, tức là nó chừa cho mình 8 ô. Mình điền vào một chữ A thì nó vẫn chừa 8 ô. Những cái ô 7 ô còn lại nó vẫn cứ để đó, mặc dù trống nó vẫn chừa cho mình cứng nhắc luôn. Rồi ví dụ như là mình chừa 10 ô, mình điền vào chữ ngày 4 chữ thì 6 ô còn lại vẫn giữ nguyên cho mình, không có ai lấy của mình hết. Tuy nhiên cái việc mà chừa cứng như vậy á, nó sẽ trống dữ liệu rất là nhiều, nó sẽ thừa thải dữ liệu, nó bị chiếm mất bộ nhớ của mình, không có tiết kiệm được bộ nhớ. Như vậy người ta mới sáng tạo ra cái gọi là character varying, tức là nó sẽ co giãn theo dữ liệu, nó sẽ co giãn theo dữ liệu. Thì ví dụ như là mình chừa ra character 10 đi, character 10 đi, mình chừa ra 10 vị trí nhưng mà mình đi vào đó có một chữ A, thì như vậy thì nó sẽ tự động nó sẽ co lại, nó sẽ chừa, nó sẽ để lại cho mình có một vị trí à, còn lại chín cái đó nó dành cho những cái vùng nhớ khác, những cái chỗ khác. Như vậy thì nó sẽ tiết kiệm được bộ nhớ hơn cho mình. Như vậy giữa character và var character là nó khác nhau như vậy. Tuy nhiên á là character thì nó không có ràng buộc, thử nên nó sẽ chạy nhanh hơn. Còn var character nó phải xem xét
độ co giãn dữ liệu, siêu tiết nhiều thứ khác nữa, tự ra character nó chỉ chạy chậm hơn so với character. Như vậy thì người ta sẽ đánh đổi lẫn nhau thôi. Character thì tốn không gian nhưng mà chạy nhanh, trong khi ra character thì không tốn không gian nhưng mà lại chạy chậm. Như vậy thì hai cái đó là hai cái thứ mình đánh đổi qua lại với nhau ha. Các anh chị sẽ có những cái trường dữ liệu mình cần xài character, có những trường dữ liệu mình xài về character, thì các anh chị sẽ cân nhắc sử dụng cái đó. Và ngoài ra còn có bit, bit chữ bit thì bit chỉ là không hoặc một thôi, chứ không là chỉ không một thôi. Và là va bit, va bit thì cũng tương tự như là bit va bit, giống như character và character đấy, thì nó sẽ chứa những cái chuỗi nha. Nó sẽ là một cái giống như là chừa những cái ô ra, và trong những cái ô đó mình chỉ điền không một cho nó đó, bit string ha, chỉ điền không một không một. Bên cạnh đó thì SQL nó cũng có những cái thành phần của riêng nó, cái thành phần dữ liệu của riêng nó, ví dụ như là các anh chị sẽ xài hay xài small data đúng không? Đây là dùng để lưu ngày tháng năm, time thì gồm giờ phút giây, time stamp thì gồm cả ngày và giờ, và small day time thì các anh chị cũng có xài rồi đúng không? Small day time thì nó chứa ngày tháng năm, small day time ngày tháng năm, nó chứa giờ phút giây nữa, nano giây trong nó nữa, nhưng mà mình thường hay quan tâm đến ngày tháng năm. Thì anh chị sẽ thấy là small day time là cái này hay sử dụng small day time. Rồi như vậy thì để tạo bảng nha, trong cái SQL để tạo bảng thì hôm trước mình cũng có chỉ hướng dẫn anh chị rồi. Tạo bảng thì mình sẽ phải quan tâm đến tên bảng là cái gì ha, quan tâm đến tên bảng là cái gì, các thuộc tính trong cái bảng là như thế nào, bao gồm tên, thuộc tính, kiểu dữ liệu và các ràng buộc trên thuộc tính đó. Thì bây giờ cú pháp của mình là create table tên bảng, sau đó mở ngoặc ra đóng ngoặc lại ha, ở giữa thì mình sẽ để là tên cột, kiểu dữ liệu và ràng buộc ở trên cái cột đó, ví dụ như là ràng buộc khóa chính trên cột đó, khóa ngoại trên cột đó. Vậy các anh chị cũng đã làm cái này rồi đúng không? Bây giờ nhìn lại thì thấy nó cụ thể hơn đúng không? Cụ thể hơn, nó quen thuộc hơn. Ví dụ như ở đây mình tạo lại khách hàng ha, thì có create table khách hàng, rồi trong đó có cột mã khách hàng character 4 này, họ tên và character 40 này, địa chỉ character 50 này, số điện thoại và character 20 này, ngày sinh small day time này, doanh số là tiền là money nè, ngày đăng ký là cũng là ngày tháng luôn, mình sử dụng cái kiểu dữ liệu là small day time. Như vậy thì cái thành phần ràng buộc toàn diện ở đây là cái gì ha? Ràng buộc toàn diện ở đây là cái gì? Là cái gì? Mình ràng buộc trên cột mà, mình ràng buộc trên cột, một cái cột thì mình sẽ có nhiều cái kiểu ràng buộc. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái ràng buộc toàn diện là gì. Thì mình có nhiều cái ràng buộc về null, not null là nó đi đi chung với nhau, null, not null. Các anh chị có thể là ví dụ như là một cái cột dữ liệu ha, một cái bảng thì có những cái cột mà bắt buộc phải điền, có những cột không bắt buộc phải điền. Các anh chị điền một cái form, một cái hồ sơ sơ yếu lý lịch, hay là một cái form Google Form nhé, các anh chị sẽ thấy là có những cái trường mà bắt buộc phải điền, ví dụ như là trường họ tên này, trường số điện thoại này bắt buộc phải điền. Nhưng mà có những trường mà không điền cũng không sao ha, không điền cũng không sao. Như vậy thì null á có nghĩa là cho phép không điền, còn not null á có nghĩa là bắt buộc phải điền, không được để trống. Mà null là trống, như vậy là null là có thể trống này, còn not null là không được trống. Ok, như vậy thì có những cái cột ha, có những cái cột dữ liệu bắt buộc phải điền để là not null, có những cột mà bình thường mặc định của nó là null ha, mặc định của nó là null, mình tự khỏi khai báo gì hết thì nó tự mặc định là null, nhưng mà mình bắt buộc cái đó phải điền thì mình phải để là not null. Rồi ok, như vậy unique, unique là gì? Unique là duy nhất, duy nhất ha. Thì ví dụ như cái cột chứng minh nhân dân chẳng hạn, mình có một cái danh sách rất là nhiều sinh viên chẳng hạn, thì trong cái danh sách đó cái số chứng minh nhân dân của các sinh viên có được trùng nhau không, hoặc là số điện thoại của các sinh viên có được trùng nhau không? Tất nhiên là không rồi đúng không, không được quyền trùng nhau. Như vậy thì cái cột đó phải là duy nhất, cái cột đó giá trị trong cái cột đó phải là duy nhất. Như vậy thì mình phải cài đặt cái cột đó, ví dụ như cột số điện thoại đi là unique, tại vì sinh viên này với sinh viên kia làm gì có việc là xài chung một cái số điện thoại đó đúng không, khó có cái chuyện xài chung một số điện thoại hoặc là xài chung một cái số chứng minh nhân dân, làm gì có cái gì đó xảy ra, mặc dù có nhưng mà về lý thuyết là làm gì có cái gì đó xảy ra đúng không, không được trùng số chứng minh nhân dân, không được trùng số điện thoại.
Như vậy thì những cái cột như là số điện thoại này, chứng minh nhân dân này, khi anh chị thiết kế cái cơ sở dữ liệu, cái anh chị phải cài đặt nó là unique, unique ha, duy nhất, các cái chị trong đó không được truyền trùng nhau. Như vậy thì có một cái thứ thứ nữa unique nữa, đó là cái mã số sinh viên của anh chị á. Anh chị nào cũng có một cái mã số sinh viên đúng không? Thậm chí mình nhớ là trong trong lớp, à trong lớp trước, trong lớp trước có một anh có hai cái mã số sinh viên rồi, tại vì anh đó nhập học hai lần hay sao, có hai cái mã số sinh viên rồi. Nhưng mà không có bất kỳ người nào trùng mã số sinh viên với nhau hết, và cái mã số sinh viên đó giúp cho mình phân biệt giữa người này và người khác với nhau, thì cái đó gọi là primary key. Primary key cũng là một dạng unique, primary key cũng là một dạng unique ha, nhưng mà primary key nó có những cái ràng buộc riêng của nó nữa, ngoài unique, ngoài cái việc khác biệt ra thì nó có những cái ràng buộc riêng của nó nữa ha. Thì primary key là khóa chính đó. Khóa chính cũng là một dạng unique. Bên cạnh đó thì một số những cái cột dữ liệu không cần điền cái gì vào hết thì nó tự động có những gì mặc định, ví dụ như là cột giới tính đi, nếu như cái anh chị không điền gì hết thì tự động nó mặc định là nam, thì mình sẽ khai báo cái cột đó default nam, default giá trị là nam, bỏ mặt ra giá trị là nam. Như vậy thì không cần điền cái gì vào hết thì tự động nó sẽ điền cái chữ nam vào đó. Ví dụ như là các anh chị đăng ký một cái gì đó đi, không cần điền cái ngày đăng ký, tự động nó điền cái ngày hôm nay vào, thì default mình sẽ lấy cái ngày hôm nay mình điền cho đó, get day nha. Còn trong SQL Server nó có một cái hàm, Server nó có một cái hàm, có một cái hàm gọi là get day. Đây là lấy giá trị ngày hiện tại ha. Lấy giá trị ngày hiện tại, thì nếu như các anh chị để default và get day, thì nếu như các anh chị không điền được cái cột ngày đăng ký đi chẳng hạn, ngày đăng ký liệu là small date time đây ví dụ vậy, thì cái cột ngày đăng ký có kiểu dữ liệu là small date time, là default là get day, có nghĩa là khi các anh chị không điền ngày đăng ký là gì hết thì tự động nó sẽ lấy cái ngày hiện tại nó điền rồi đó. Ok, ví dụ như giới tính đi, giới tính nè, giới tính character là character 4 chẳng hạn đó, mình chỉ là nam nữ mà có ba ký tự thôi. Default thì mình để là nam đó. Như vậy thì như thế này nhỉ, khi mình không điền giới tính vào, khi mình không điền giới tính vào cái cột giới tính thì tự động nó sẽ lấy cái giá trị là nam này, nó sẽ điền vào giới tính cho mình. Như vậy thì cái chức năng của default là như vậy. Rồi quay trở lại cái bài học của mình ha, trở lại cái bài giảng của mình. Rồi foreign key và reference, foreign key và reference thì các anh chị cũng đã học rồi ha. Foreign key là khóa ngoại, các anh chị học cái mô hình quan hệ đó trong cái chương 2, mô hình quan hệ ở cái buổi 2 ấy, mình đã có nói về mô hình quan hệ rồi, cũng đã nói về mô hình quan hệ rồi. Vậy thì foreign key là khóa ngoại tra cứu đến cái gì đó, cái từ khóa foreign key và reference nó đi chung với nhau, tra cứu đến cái gì đó. Thì cái việc tra cứu này giúp cho cái dữ liệu của mình nó chính xác. Ví dụ như là giả sử như mình có dữ liệu là điểm đi, dữ liệu điểm thì điểm nó phải, trong cái dữ liệu điểm thì nó phải có chứa mã số sinh viên và điểm của sinh viên đó đúng không, mã số sinh viên. Như vậy thì mình sẽ không chấp nhận cái chuyện là có một cái mã số sinh viên nào đó không tồn tại trong cơ sở dữ liệu của mình, tức là một sinh viên nào đó mà cái số mã số sinh viên nó không tồn tại trong cái trường này mà nó lại có điểm trong cái cột điểm được. Như vậy bắt buộc là mình phải, cái cột mã số sinh viên đó mình phải tra cứu qua cái dữ liệu sinh viên, và tra cứu qua dữ liệu sinh viên để xem thử là sinh viên đó có ở trong trường hay không, có tồn tại người sinh viên đó hay không thì mới được phép, còn không là không được phép. Như vậy thì mình sẽ sử dụng là khóa ngoại tra cứu.
Như vậy thì trong cái bài ha, trong cái bài, quay trở lại cái bài thực hành của mình đi, trong cái bài thực hành của mình như thế này thì các anh chị sẽ thấy nè, anh chị sẽ thấy giờ giả sử như hóa đơn đi, hóa đơn có số hóa đơn, ngày hóa đơn, có mã khách hàng nào, tức là cái hóa đơn này thuộc về khách hàng nào. Như vậy bắt buộc ha, bắt buộc là khách hàng này phải có ở trong cơ sở dữ liệu của mình, khách hàng này phải tồn tại rồi thì nó mới có cái hóa đơn này, chứ mình không thể nào điền không không một cái mã khách hàng vào mà sau khi đó mình kiểm tra lại là nó khách hàng này làm gì có trong cửa hàng này, đúng không? Cũng giống như vậy, hóa đơn này do nhân viên nào lập thì mình phải kiểm tra là nhân viên này nó có ở trong cái cửa hàng mình hay không, đúng không? Chứ đâu thể nào để một cái người lập hóa đơn hay là một cái nhân viên nào đó mà ông nhân viên nó không hề tồn tại trong trong cửa hàng của mình được. Như vậy thì người ta lập khống hóa đơn rồi tùm lum tà la sao, đúng không? Như vậy thì không không chấp nhận chuyện đó được. Cái cơ sở dữ liệu của mình phải ràng buộc kỹ càng, khách hàng này phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu của tôi rồi thì mới có cái hóa đơn này, và nhân viên này, người nhân viên này phải có trong cái cửa hàng của tôi, có trong cái cơ sở dữ liệu của tôi rồi thì mới lập được cái hóa đơn này. Tương tự như vậy, trong cái hóa đơn nó có mua sản phẩm thì cái sản phẩm này cũng phải có rồi, trong cơ sở dữ liệu của tôi phải có cái sản phẩm đó rồi thì cái hóa đơn này mới mua cái sản phẩm đó được, thì mới có mã sản phẩm số lượng này ha, cái số lượng là bao nhiêu. Như vậy thì đó là ý nghĩa của khóa ngoại. Thì các anh chị cũng thấy nãy giờ là những cái như là null, not null, unique, default, primary key, foreign key hoặc check, tất cả những cái này đều đảm bảo cho một thứ, đó là dữ liệu của mình, nó ràng buộc ha, mình gọi nó là ràng buộc, ràng buộc tức là bắt buộc nó phải có kiểu dữ liệu này, bắt buộc nó không được trùng nhau, bắt buộc nó phải có rồi nhé. Thì tất cả những thứ đó gọi là ràng buộc. Ràng buộc để làm gì? Để cho giúp cho dữ liệu của mình nó đúng đắn, nó toàn vẹn. Tóm gọn lại, tất cả những thứ đó gọi là ràng buộc toàn vẹn. Nó ràng buộc giúp cho dữ liệu mình đúng đắn, giữ được cái tính toàn vẹn của dữ liệu mình nó không bị sai. Tại vì một cái dữ liệu sai thì nó không mất hết ý nghĩa của nó, dữ liệu phải đúng thì mới mới có ý nghĩa. Như vậy thì nó phải giữ cho cái dữ liệu của mình nó toàn vẹn, thì cái đó gọi là ràng toàn vẹn nha. Check thì mình thấy các anh chị sử dụng khá là nhiều rồi. Mình nhắc lại ha, check là một cái phương tiện, một cái công cụ để kiểm tra coi ở cái cột đó nó đúng hay là nó sai, nó đúng hay là nó sai, giá trị nó như thế nào. Thì check là một cái, thực ra check nó sẽ nhận vào một cái hàm boolean thôi. Các anh chị nào học về, các anh chị nào học toán về logic thì sẽ thấy là check thì ở trong check này nó nhận về một cái biểu thức boolean thôi chứ không có gì hết trơn. Biểu thức boolean, một biểu thức đại số, tức là nó sẽ nhận về ở đây là true hoặc false thôi, true hoặc false, đúng hay sai thôi, true hoặc false. Ví dụ là check các anh chị bữa trước học là check in hộp, đúng không? Cây nè, hộp nè, gì đó vân 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 ha, vân 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 mà không biết. Nhưng mà cái này là gì? Đơn vị tính có nằm trong cái tập hợp này không? Thì tóm gọn lại là cái này nó cũng sẽ trả về là true hoặc false, đúng không? Cái này nó cũng sẽ trả về là true hoặc là false. Thì cái ở giữa cái check này nè, ở giữa cái check này là true hoặc false, tức là một cái biểu thức gì đó để kiểm tra. Như vậy thì các anh chị có thể là and này, or này đó kết nối lại với nhau và nó phủ nhận, phủ định một cái đều ở nằm trong này được hết, đều nằm trong này được hết rồi. Kết hợp gì biểu thức với nhau. Ví dụ như lúc nãy có anh chị mình hỏi một cái câu, hỏi một cái câu là mình chưa trả lời cái câu đó, mình chưa trả lời cái câu là đây kết quả thi là đạt nếu điểm từ 5 đến 10, không đạt nếu điểm nhỏ hơn 10. Câu này mình đâu cần phải trigger đâu, tại vì kết quả thi với lại điểm nó nằm trong cùng một dòng dữ liệu ha, trong cái phần kết quả thi này. Kết quả là đạt hay không đạt,
thì điểm nó nằm ngay đây rồi đúng không, là K quả đúng không. Như vậy thì mình sẽ kêu là mình sẽ có cái ràng buộc là đạt, nếu là điểm từ từ 5 đến 10 đúng không, tức là lớn hơn 5 hoặc là đến 10, tức là lớn hơn bằng 5 là được, còn nếu nhỏ hơn 5 thì không đạt đúng không. Như vậy thì mình sẽ đơn giản là mình sẽ làm như thế này, check thôi. Cái bảng à, on the table lại, on the table kết quả thi ha, kết quả thi add check. Mình sẽ có hai cái biểu thức đúng không, mình sẽ có hai cái biểu thức. Biểu thức đầu tiên mình sẽ viết riêng ra ngoài cho anh chị thấy à, kết quả bằng đạt đúng không, kết quả bằng đạt, kết quả bằng đạt là cái điểm mà điểm thì nó sẽ nằm trong khoảng là từ 0 đến đó, lớn hơn bằng 5 đến 10 đúng không. Như vậy thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 5, và điểm là bé điểm nó bao giờ vượt qua 10 được hết. Ok, như vậy thì là đạt đúng không. Và cái thứ hai, cái thứ hai là kết quả của mình bằng không đạt. Và điểm nó bé hơn 5. Như vậy thì nếu như xảy ra trường hợp này sẽ đúng, nếu như xảy ra trường hợp này sẽ đúng. Còn nếu như ngược lại thì sẽ sai. Như vậy thì mình sẽ làm bằng cách là cái này hoặc là cái này đúng không? Cái vế này hoặc cái này vế này. Đó. Cái vế này hoặc là cái vế này. Sẽ xảy ra. Đó, vậy thôi. Có gì đâu, đâu cần dùng trigger chứ gì đâu, mình enter xuống hàng để anh chị dễ thấy ha. Đó, đâu cần dùng trigger gì đâu, mình vẫn là... lý do là tại vì nó trên một cái bảng là kết quả thi thôi, trên một dòng kết quả thi thôi, với mỗi cái kết quả thi đều phải kiểm tra chuyện này hết, đều phải kiểm tra cái chuyện là kết quả như này. Đây, không đây. Vậy đó. Rồi tiếp ha. Thầy ơi, cho em hỏi là cái nãy thầy. Cái thầy mới vừa nói đó thầy. Rồi rồi rồi, xem. Cái chết tức là nó có gán giá trị không, hay là nó lấy giá trị từ đó ra À, check check thì nó sẽ hoạt động như thế nào đúng không? Ý anh Sương hỏi là nó hoạt động như thế nào. Thì đây 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 nó sẽ hoạt động như thế này. Khi mình cài đặt cái check này vào á, thì bây giờ mình sẽ chạy cái câu lệnh insert, sẽ insert vào insert into kết quả thi đúng không, kết quả thi một cái value gì đó, cái value gì đó ha. Thì lúc nó chạy cái lúc nó khi lúc người ta chạy cái câu lệnh insert này nè, thì chắc chắc chắn là nó sẽ có cái dữ liệu kết quả là gì đúng không, điểm là gì đúng không. Khi mình insert một dòng vô thì nó sẽ có là kết quả thi bằng gì, điểm là gì, thì lúc đó nó sẽ lấy cái giá trị mà khi mình insert á, nó sẽ bỏ vào trong này nó kiểm tra. Như vậy thì bây giờ giả sử như là cái dòng mình insert vào á có kết quả thi là không đạt nè, kết quả thi là không đạt, nhưng mà điểm của nó lại là điểm 10 đi chẳng hạn. Mình insert nhiều thứ lắm nhưng mà có điều là nó sẽ có hai cái giá trị này ha, một là không đạt, hai là điểm 10 vô. Như vậy thì chỗ này enter chúng ta dễ thấy ha. Rồi, như vậy thì nó sẽ lấy cái không đạt này ra nó tra cứu nè, không đạt này ra tra cứu. Như vậy thì nó kiểm tra vào đây kết quả có bằng đạt không, không. Như vậy nó sẽ chạy xuống đây kết quả bằng không đạt không, rồi đúng rồi kết quả bằng không đạt. Rồi điểm thì như thế nào, điểm điểm lúc này thì bằng 10. Như vậy 10 bé hơn 5 không, tất nhiên là không đúng không. Như vậy thì nó cũng sai luôn, cái này cũng sai và cái này cũng sai. Như vậy thì false or false thì cuối cùng ra là false, check bằng false. Như vậy thì cái câu lệnh insert này sẽ bị loại bỏ ha, không chấp nhận cái kết quả này, trừ phi mình sửa lại cái này là 4 chẳng hạn. Khi mình insert bằng 4 thì nó sẽ kiểm tra, nó thấy cái này là đúng, cái này sẽ trả về true nè, cái này sẽ trả về true, cái trên này sẽ trả về là false, cái trên này sẽ trả về là false nè. Tại vì kết quả bằng không đạt mà, mình tưởng cái vế trên này sẽ bằng false nè, nhưng mà cái vế dưới này á thì lại bằng true. Mình thử false or true tức là
sai hoặc đúng thì ra đúng, thì ra đúng à, thì mình cái dòng này sẽ được insert vào, nó giống như là một cái cửa không, một cái chốt để chặn lại vậy đó. Cái chốt chặn lại, nhưng mà nó chặn chỉ chặn trên từng dòng thôi, tức là trên từng câu insert thôi, từng cái dòng insert vào. Như vậy thì các anh chị có thể hiểu được cái cơ chế hoạt động của cái câu check, cái ràng buộc check ha. Check là cái việc mà true for này á, cẩn thận nha các anh chị, phải cực kỳ cẩn thận vì sẽ có những người bị sai sai những cái chỗ true for này, các anh chị cẩn thận, phải rất cẩn thận. Rồi tiếp ha, mình sẽ đi tiếp cái slide khá là nhiều. Rồi tiếp tục. Bây giờ mình sẽ có một cái ví dụ ha, ví dụ về tổng hợp tất cả những cái đang thực hiện vào trong một cái bảng. Mình sẽ khai báo với cái đó như thế nào ha. Mình sẽ khai báo là create table mã create table khách hàng, mã khách hàng là khóa chính này đó, mình khai báo khóa chính ngay đây luôn. Thì khi khai báo khóa chính thì tự động nó not null luôn rồi, tự động nó đã not null rồi. Tại vì khóa chính không được rỗng, thì tự nhiên cái từ khóa primary key nó bao hàm cả cái nghĩa là not null trong này luôn rồi. Cả nghĩa not null rồi. Đúng rồi. Các anh chị khỏi khi khai primary key thì khỏi từ khai not null đó. Rồi họ tên, họ tên thì mình bắt buộc là phải ghi phải điền này, không được để trống nè. Địa chỉ thì mình được để trống nè, số điện thoại thì bắt buộc phải có nè, ngày sinh thì mình phải kiểm tra coi người ta sinh ngày lớn hơn ngày 1/1/1900 hay không gì đó, check nè. Còn doanh số là phải chữ tiền đúng không, thì default là 10.000. Như vậy thì bất kỳ thành viên nào, bất kỳ khách hàng nào tạo cái tài khoản trong cái cơ sở dữ liệu của mình đều phải có 10.000 tài khoản hết rồi, trong doanh số hết. Nếu như không điền doanh số thì tự động nó sẽ có 10.000 trong đó, sẽ tự động có 10.000 trong doanh số rồi. Rồi ngày đăng ký small data thì không làm gì hết. Rồi tiếp tục ha, mình có create table nhân viên khóa chính, họ tên not null bắt buộc ha, số điện thoại phải là duy nhất, không ai được trùng ai hết, số điện thoại ha. Và mình có ngày vào làm thì lấy cái ngày mặc định ha, mặc định nếu như mình không điền ha, ở đây default có nghĩa là nếu như mình điền giá trị thì nó sẽ lấy giá trị đó, còn nếu như mình không điền giá trị gì hết thì nó sẽ lấy default là ngày hiện tại, get date ngày hiện tại. Bên cạnh đó thì mình cũng có thể rerun nữa, create table hóa đơn in primary key ha, mã khách hàng thì mình sẽ rerun qua bảng khách hàng, mã khách hàng. Còn mã nhân viên thì mình có thể là rerun qua bảng nhân viên, mã nhân viên đó, mình tra cứu về bảng nhân viên, mã nhân viên, coi ở nhân viên nó tồn tại hay chưa, khách hàng đó đã tồn tại hay chưa ha. Bên cạnh đó thì hôm trước á, mình cũng có hướng dẫn cho các anh chị là các anh chị có thể đặt tên cho cái ràng buộc toàn vẹn bằng cách là dùng từ khóa constraint để đặt tên, constraint tên, constraint cho primary key, constraint tên, constraint sau đó not null đó, ví dụ vậy. Thì cái mấy từ khóa như primary key, not null đó là ràng buộc toàn vẹn. Khi mình trước khi mình khai báo những cái ràng buộc toàn vẹn đó thì mình hoàn toàn có thể khai báo cái tên cho nó, constraint tên, constraint đó, constraint check nè, khai báo tên cho cái constraint đó, sau đó mình check khai báo tên constraint cho cái default, mình sẽ khai báo cái constraint đó, tên của constraint. Thì cái này mình thấy trong mấy bài thực hành đó, các anh chị cũng có ứng dụng ha, mình có mở bài thực hành ra mình thấy là các anh chị có ứng dụng cái tên constraint một số chỗ, các anh chị để luôn, còn một số chỗ thì các anh chị có đặt tên constraint nữa. Thì mình thấy là có chỗ đặt tên có chỗ không, thì cái việc ứng dụng linh hoạt như vậy thì sẽ cho mình nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm thực tế ở dưới mình chơi. Rồi có thể đặt tên ha, tên đặt tên ở trên này trên cột cũng được, hoặc là xuống dưới đây mình khai báo primary key mình đặt tên ở dưới này cũng được. Như vậy thì
Trong bài thực hành đó thì mình chia làm hai mức ha. Nếu như thế này các anh chị khai ở ngay tại trên cái cột này luôn. Khó chịu với lại cái anh chị đợi chút xíu không? Mình sẽ share lại. Mình sẽ share lại cái slide cho dễ. Sẽ không bị che, mình sẽ sử dụng được những công cụ dưới này. Mình sẽ highlight để cho anh chị thấy. Ví dụ như là mình sử dụng như thế này đi. Đây. Mình hiện tại mình đang khai báo à. Hiện tại mình đang khai báo cái primary key này nè. Cái primary key. Cái khóa chính này. Hiện tại mình đang khai báo cái primary key này trực tiếp trên một cái cột. Trực tiếp trên một cái cột. Sau dấu phẩy này thì mình mới qua một cái cột khác. Như vậy thì cái này mình gọi là mức cột. Khai báo một cái rằng rằng ở mức cột. Còn ở đây tức là sau khi mình khai báo hết ba cái cột này rồi, chỗ này là khai báo ba cột ha, ba cột, thì sau đó mình mới xuống dưới này mình mới khai báo những cái constraint. Nó chỉ làm hai phần rõ rệt ha các anh chị ha, cách nhau một dấu phẩy, cái này phải phải cái này chị cũng phải luôn. Như vậy thì cái này gọi là mức bảng. Mức bảng là vì sao? Vì nó vẫn còn nằm trong cái dấu mặt của bảng này. Đây, cái dấu mặt của bảng là dấu mặt này nè. Nó vẫn còn nằm trong cái phạm vi của việc khai báo bảng. Thì mình gọi đây là mức bảng. Sau khi khai báo hết tất cả các cột xong rồi thì mình mới khai báo ràng buộc. Như vậy thì mình gọi đây là mức bảng. Còn vừa khai báo cột ha, vừa khai báo cột vừa khai báo ràng buộc ràng lệ thì mình gọi đây là mức cột. Ở trong cột khi mình đang khai báo một cái cột, mình khai báo luôn cái ràng toàn diện ở đó thì là mức cột. Tiếp tục ha. Tìm hiểu về cái kiểu dữ liệu nè, cái cách khai báo một cái bảng nè, những cái ràng buộc toàn diện trên bảng rồi, bây giờ là lệnh, mấy cái lệnh sửa. Lệnh sửa thì bình thường á, sau khi mình tạo cái bảng rồi mình muốn sửa thì mình phải sửa thôi. Mình thay đổi cấu trúc hoặc là thay đổi ràng buộc toàn diện. Vậy có hai cái ứng dụng dùng để sửa bảng ha. Thì các anh chị cũng thấy là mình sẽ thay đổi cấu trúc bảng. Tức là mình thêm cột, xóa cột hoặc là thay đổi kiểu dữ liệu của một cái cột gì đó. Thì các anh chị, mình thấy các anh chị làm bài vừa rồi á, cũng có làm chuyện này. Cũng có chuyện làm chuyện này ha. Thay đổi cột hoặc là thêm cột mới vô. Đó. Hoặc là thay đổi ràng buộc toàn diện, ví dụ như các anh chị thêm vào một cái check, thêm vào một cái khóa chính chẳng hạn đó, thì các anh chị sẽ thay đổi ràng buộc toàn diện này. Thì hai cái này là hai cái chức năng của sửa bảng. Rồi. Như vậy thì mình có những cái câu lệnh ha, để sửa bảng như sau là alter table add column. Alter table tên, table add column, tên cột kiểu dữ liệu để thêm cái cột mới vào. Để xóa cột thì mình drop thôi. Alter table tên, table tên của cái bảng đó, drop column, sau đó tên của cột để chỉ ra mình xóa cái cột nào. Để mở rộng cột á, thì mình dùng cái câu lệnh là alter table tên table hoặc alter column tên cột kiểu dữ liệu mới, kiểu dữ liệu cũ, kiểu dữ liệu mới. Nhưng mà nên nhớ là mình chỉ mở rộng được thôi ha. Tức là ví dụ như là mình khai character 4 đi, tức là mình chừa ra 4 chỗ để cho chứa một cái chuỗi. Thì mình khi mình đổi lại ha, khi mình sửa bảng thì mình không thể nào mà alter table đặt cái cột đó là character 3 được. Mình đã khai 4 rồi thì mình không thể nào co nó lại được. Tại vì như vậy á, SQL Server nó sẽ báo cho mình là có thể là khiến dữ liệu của mình bị cắt. Cắt. Nó sẽ làm sai dữ liệu của mình đi. Nó vẫn cho phép làm ha, nó vẫn cho phép làm chuyện đó. Tuy nhiên nó sẽ báo cho mình là cái dữ liệu của mình sẽ bị cắt, dữ liệu mình sẽ bị xóa bớt đi. Như vậy thì cái việc làm sai dữ liệu nó sẽ rất nguy hiểm, sẽ làm hỏng dữ liệu của mình đi. Như vậy thì cái chuyện đó là chuyện mà tuy là nó cho phép nhưng mà các anh chị cũng phải lưu ý là đừng có bao giờ để nó xảy ra, đừng có bao giờ để nó xảy ra, cố gắng đừng bao giờ để nó xảy ra. Rồi. Bây giờ thêm ràng buộc toàn diện thì mình alter table add một cái constraint vào thôi, add một cái constraint, tên constraint ràng buộc toàn diện gì đó, như add check, add gì đó, add constraint check chẳng hạn,
constraint default, add constraint not null chẳng hạn. Rồi để xóa một cái bảng gần vẹn thì mình enter table tên bảng drop cái constraint đó là được. Drop constraint đó là được. Rồi đó là sửa bảng ha, mình có thêm bảng sửa bảng rồi. Đây, đây những cái là những cái ví dụ về thay đổi cấu trúc bảng. Đó, enter table sản phẩm add cái ghi chú character 20. Enter table sản phẩm drop column ghi chú. Để thêm một ghi chú nè, xóa cột ghi chú đi nè. Rồi enter table sản phẩm enter column ghi chú về character 50 như vậy thì trừ về character 20 này. Mình sửa lại là về character 50 tức là mình giãn cái cột đó ra. Mình cho nó rộng thêm ra. Từ 20 lên 50. Mình đang làm rộng cái cột ra thêm. Thì như vậy thì cái này là thao tác bình thường phải được chấp nhận ha. Sửa cột thôi bình thường. Rồi, ví dụ như là thay đổi ràng buộc đàn vẹn đi, mình có cái bảng hóa đơn như thế này. Create table hóa đơn, gồm số hóa đơn, ngày hóa đơn, mã khách hàng, mã nhân viên, trị giá như vậy thì cái bảng này chưa hề có một cái ràng buộc nào hết đúng không? Chưa hề có. Như vậy thì mình sẽ sửa bằng cách là enter table hóa đơn thêm một cái ràng buộc vào. Thì mình bây giờ mình sẽ thêm cái hóa chính này. Constraint mình đặt tên cho cái constraint đó ha. So primary key số hóa đơn, như vậy số hóa đơn là hóa chính này. Rồi thêm phải ha, mình thêm cái constraint là hóa ngoại này, từ mã khách hàng ha, tham chiếu qua mã khách hàng của bạn khách hàng, rồi thêm vào một cái khóa ngoại, lấy cái cột nhân viên ra tra cứu ha, reference qua bên cái cột nhân viên trong bảng nhân viên, rồi thêm một cái nữa đó là default là lấy ngày hiện tại cho constraint. Default get day for, default get day for ngày hóa đơn. Như vậy ngày hóa đơn nếu như mình không điền thì nó sẽ tự động lấy ngày hiện tại điền vào, hiện tại điền vào trong cái ngày hóa đơn. Rồi. Đó là những cái ràng buộc đàn vẹn mình sẽ khai báo bên ngoài nha. Như vậy thì sau khi mà khai báo bên ngoài bạn ra xong cái bảng rồi á, mình mới khai báo ràng buộc đàn vẹn á, thì cái mức này ha gọi là mức bên ngoài. Như vậy thì khai báo ràng buộc đàn vẹn á, mình có ba mức: mức cột, mức bảng và cái mức bên này gọi là mức bên ngoài rồi. Mức ngoài ha, mức ngoài. Rồi tiếp tục ha, nếu như mày có thắc mắc gì thì các anh chị cứ việc nè, cứ việc hỏi, cứ việc dừng lại hỏi, chứ không mình sẽ giảng tiếp ha. Để xóa bảng thì đơn giản lắm, mình sử dụng drop ha. Drop thì một khách hàng, drop thì một hóa đơn, drop thì một sản phẩm. Nhưng mà các anh chị để ý ha, các anh chị để ý là ví dụ như là mình có mình có cái lệnh là giáo viên ha, giáo viên khoa này đi, thì giáo viên có trưởng khoa mình tra cứu qua bên giáo viên có mã khoa mình tra cứu qua bên bảng khoa, có mã khoa này và khoa mình có trưởng khoa phải tra cứu qua giáo viên này. Như vậy thì giả sử như là bây giờ mình xóa bảng giáo viên đi, mình có nhu cầu mình xóa bảng giáo viên đi thì sao, thì lập tức ông trưởng khoa này không tồn tại đúng không, trưởng khoa này không tồn tại, như vậy nó sẽ báo lỗi, nó không cho mình xóa. Bây giờ mình muốn xóa giáo viên đi ha, thì lập tức là cái này mình phải xóa trước. Như vậy thì cái việc mà xóa khóa ngoại các anh chị phải lưu ý ha, xóa khóa ngoại đi trước, sau đó rồi mới xóa cái bảng đi được. Tại vì nếu như xóa giáo viên thì cái ông giáo viên này không tồn tại thì lấy đâu ra ông trưởng khoa đúng không? Giả sử như mình xóa khoa đi thì cái mã khoa này không tồn tại thì lấy ra đâu ra ông giáo viên này thuộc khoa nào đó đúng không? Cái khoa đó không có. Như vậy thì muốn xóa một cái gì đó thì mình phải để ý cỡ cái khóa ngoại nó có tra cứu đến nó hay không, có tra cứu đến nó hay không, mình phải xóa cái mấy cái khóa ngoại đó đi trước hết rồi thì mình mới xóa được cái bảng đó đi à. Vậy thì xóa nó cũng không có đơn giản đâu. Rồi, tạm biệt giá trị thì mình bỏ qua đi, mình không có cần cái gì giá trị. Rồi như vậy thì bây giờ mình sẽ học đến cái việc là truy vấn dữ liệu. Truy vấn dữ liệu hôm bữa thì mình có học về cái lệnh là những cái câu lệnh là thêm xóa sửa à, thêm xóa sửa đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ nhảy đến cái phần thêm xóa sửa đó, mình coi trước thêm xóa sửa dữ liệu rồi sau đó mình mới quay trở lại truy vấn ha. Thêm xóa sửa đây, cập nhật dữ liệu đây. Đấy, vậy mình học cập nhật rồi mới học truy vấn á, tại vì có dữ liệu rồi thì mới bắt đầu truy vấn lên. Tuy nhiên là cái slide này nó bố trí hơi bị ngược chút xíu, lại nó mình lấy dữ liệu lên rồi mình mới cập nhật.
nó hơi ngược ngược xíu, nhưng mà thôi bây giờ mình cũng sẽ học cái phần mà cập nhật dữ liệu trước đi. Cập nhật dữ liệu thì gồm ba câu lệnh, hôm trước mình cũng có nói rồi với các anh chị á, nó chỉ có ba câu lệnh duy nhất thôi, đó là thêm, xóa và sửa. Tại vì sau khi mình có cái bảng rồi thì mình chỉ có thể là thêm dữ liệu vào bảng, xóa dữ liệu ra hoặc là sửa dữ liệu trong bảng thôi. Câu lệnh insert đầu tiên là câu lệnh insert, nó quá đơn giản đối với anh chị đúng không? Hôm rồi mình có hướng dẫn Excel nữa. Câu lệnh insert này á là dùng để thêm một hay nhiều dòng vào trong một cái bảng. Rồi, như vậy thì để thêm dữ liệu vào cái bảng thì mình cần những cái thông tin gì? Đầu tiên là mình cần tên của cái quan hệ nè, tên của cái bảng á là gì nè, danh sách các cột cần thêm, tức là mình thêm, mình không phải thêm tất cả các cột đâu, mình có thể thêm bất kỳ cột nào, những cột còn lại mình để trống này, thì mình cần phải có danh sách các cột này ha. Nếu như mình thêm hết thì mình liệt kê hết ra, liệt kê hết các cột này. Rồi tiếp theo là mình danh sách các giá trị tương ứng. Thầy ơi, cho em hỏi Đó. ủa, thầy là cái khóa ngoại á thầy, dạ giống như là mình thêm một cái khóa ngoại nhưng mà là rồi sau là em muốn xóa cái đó sao thầy? À, muốn xóa khóa ngoại thì làm sao đúng không? Hình như bên bạn xài loa với lại riêng đúng không? Nó hơi đậm. Rồi muốn xóa một cái khóa ngoại á thì giờ đây đây cái cấu trúc xóa đây. Xóa một cái gì đó đúng không? Xóa một gì đó thì mình sẽ sử dụng cái câu lệnh drop. Tại vì khóa là một trong những cái cấu trúc trong cái câu lệnh định nghĩa dữ liệu á, trong cái phần ở trên này là phần định nghĩa dữ liệu này, thì mình cũng sẽ sử dụng cái câu lệnh drop. Drop thì mình sẽ drop cái constraint thôi, mình để tên constraint cho nó. Bây giờ add, add là thêm constraint, thì muốn xóa constraint thì mình drop nó thôi, drop drop và mình để tên của cái constraint đó là xong. Ví dụ như là lúc nãy mình đặt tên là đây, đặt tên là cái khóa chính của bảng hóa đơn, bảng chi tiết hóa đơn đúng không? Khóa chính của bảng chi tiết hóa đơn là chi tiết hóa đơn, số hóa đơn, mã sản phẩm, PK. Đó, mình đặt cái này là tên của cái khóa chính này. Khóa chính này gồm hai thuộc tính đúng không? Mình đặt tên cho nó là cái này. Như vậy thì khi mà mình muốn xóa, khi mình muốn xóa thì mình sao? Enter table. Đây đây, viết luôn ra luôn Enter table chi tiết hóa đơn. Drop. Drop cái này là xong. Chạy câu lệnh này là xong. Tức là mình sửa cái bảng chi tiết hóa đơn, xóa cái constraint này đi. Constraint có tên do mình đặt. Đó là lý do mà mình hay nói là cái bạn đó nên đặt tên là như vậy á. Nếu như mình làm thực tế mình nên đặt tên. Còn thật ra là nó không cần đặt tên cũng không sao, tại vì đó, nếu như mình không đặt tên đó, thì nó cũng sẽ đặt tên cho mình. Đây mình coi cái này nó đặt tên chưa? Đây, tên đây, nó sẽ tự đặt tên, tự đặt tên, nhưng mà đặt tên thì nó sẽ có một cái cụm phía sau như thế này, nó sẽ có một cụm phía sau này. Như vậy thì mình muốn kiếm cái tên thì mình vô mình kiếm thôi, mình kiếm cái tên đó, copy ra thôi, copy cái tên mình dán ở đây xóa vậy thôi. Mình sẽ trả lời bạn Toàn sau, tôi với Toàn sau. Mở mic lên để không đọc chat gì vậy, con xem là cái hỏi để gì sáng tên. Đúng rồi đúng rồi, rồi rồi. Anh Tấn Thành hỏi thì ở dưới các bạn Lê Thành Đạt trả lời rồi ha. Cho em hỏi nếu nhập trước dữ liệu sai mà sau đó dùng check thì có kiểm tra không? Anh Minh Hoàng có hỏi thì bạn Đàn Thanh Huy ở dưới có trả lời là lúc đó là check báo lỗi chính xác. Tại vì khi mình nhập dữ liệu rồi mà mình khai báo cái check sau á, thì check nó cũng sẽ kiểm tra toàn bộ cái dữ liệu có sẵn trở lại. Check nó cũng sẽ kiểm tra cái dữ liệu có sẵn trở lại và nó sẽ báo lỗi nếu như mà vi phạm cái check.
dùng between được ha, dùng between được. Lúc nãy cái câu kia thì mình dùng between được. Anh Lê Thành Đạt đừng có quan tâm đến trigger là gì, trời ơi cái đó đừng quan tâm, nó là một cái bẫy, nó là một cái bẫy lỗi ha. Nó nói chung là một cái hàm nó lập trình cho nó, nhưng mà thôi mình đâu có học lập trình hàm đâu, nên thành thử mình không có cần phải biết được cái trigger là cái gì đâu. Đúng rồi, reference và foreign key reference đó, nó khác nhau ở chỗ là nó cùng khai báo cái khóa ngoại hết, nhưng mà reference là có chút khai báo nhanh thôi, khai báo nhanh, nhưng mà reference đó, nó áp dụng trên cột được, nó áp dụng khai báo trên mức cột được ha, nhưng mà ngoài mức cột ra thì khai báo ở mức bảng và mức ngoài thì không khai báo bằng reference được ha, phải khai báo đầy đủ là foreign key reference. Nhớ nha, cái chìa khóa reference đó, dùng riêng khi mà mình khai báo ở mức cột thôi, còn ngoài mức cột ra, tức là ở mức bảng và mức ngoài ra thì không thể khai báo bằng chìa khóa reference không được, mà phải khai báo bằng foreign key và reference. Họ nhớ mà. Rồi tiếp tục thôi, mình sẽ tiếp tục với bài ha, bài. Tại vì mình chiếu slide lên nó full cái màn hình rồi á, mình tưởng nên các anh chị chat mình cũng không thấy. Để coi, mình có cái điện thoại ở đây, mình có điện thoại ở đây cũng thấy tin nhắn nè, nhưng mà mình làm sao mình vừa giảng mà mình vừa có điện thoại được, thành ra nên cũng hơi bó tay. Nên nói chung là các anh chị cứ bật mic lên về nói chuyện của mình cũng được là được rồi. Lúc chia sẻ thầy đừng có chia sẻ full màn hình, cái thầy chọn cửa sổ là được. Đúng, nhưng mà ý là mình chiếu slide lên đó, mình đâu có thể nào mà chiếu như vậy được, đúng không? Mình phải full lên, mình chiếu nguyên toàn bộ cái slide chứ mình đâu có thể chiếu, mình đâu có thể chiếu, mình đâu có thể trình chiếu kiểu dạng dạng được. Rồi nên dạy đến cái phần insert đúng không? Insert ở phía dưới này. Insert dữ liệu. Câu về insert dữ liệu thì mình khá là quen thuộc với cái chuyện insert dữ liệu rồi. Thì insert là insert into value, insert into tên cái bảng ha. Insert into tên cái bảng, mở ngoặc ra danh sách các cột. Rồi sau đó đến values, danh sách các giá trị, để thêm một dòng vô. Rồi, như vậy thì mình có insert into nhân viên ha. Mã nhân viên họ tên điện thoại, sau đó mình liệt kê theo đúng thứ tự ha, mã nhân viên đầu tiên nè, họ tên tiếp theo nè, điện thoại nè. Như vậy thì mình insert cho ba cột trong mã nhân viên thôi, một dòng này cũng có ba cột thôi, những cái cột còn lại mình để trống hết. Rồi như insert into nhân viên hay mã nhân viên họ tên điện thoại người vào làm, nhưng mà người vào làm thì mình để là null, thì có nghĩa là người vào làm để là rỗng. Rồi insert into nhân viên nhưng mà mình không liệt kê ra cái tên cột, thì có nghĩa là mình sẽ theo cái tên cột mặc định và đầy đủ luôn tất cả cột luôn ha, đầy đủ tất cả cột và theo thứ tự mặc định. Thứ tự mặc định là thứ tự mình đã khai báo khi tạo ra bảng nhân viên, đó là thứ tự mặc định. Và đầy đủ thì số lượng tất cả cột luôn, thì mình phải khai báo theo đúng thứ tự đó và đầy đủ số lượng ha. Rồi như vậy thì insert into nhân viên values bình thường. Như vậy thì đầu tiên mình phải lưu ý là thứ tự các giá trị phải trùng với thứ tự các cột, cái điều đó là mình phải đảm bảo. Thứ hai á là có thể thêm giá trị null ở những thuộc tính không là khóa chính và not null, tức là chỗ nào mà không yêu cầu á, chỗ nào được quyền để trống á, thì mình có thể là để null cũng được. Rồi câu lệnh insert sẽ gặp lỗi nếu như vi phạm về một thằng dạng, ví dụ như là vi phạm khóa chính nè, thì các anh chị sẽ báo là nó conflict với lại cái primary key, cái từ khóa tiếng Anh ha. Anh chị sẽ đọc cái thông báo và sẽ thấy là nó conflict với cái primary key này, rồi nó sẽ conflict với lại cái reference này, tham chiếu này, như vậy là nó sẽ vi phạm cái khóa ngoại đó, rồi nó sẽ báo là not null nữa. Cái thuộc tính ràng buộc not null mà các anh chị để null vào đó thì nó sẽ báo lỗi liền, sẽ có lỗi liền ha. Rồi tiếp theo thì mình có là insert into, câu lệnh insert nhiều dòng á cho nhiều cái bảng á, thì là insert into tên bảng ha,
danh sách các thuộc tính và câu truy vấn con. Như vậy thì lát nữa mình sẽ học truy vấn là gì, thì mình để truy vấn vào đây thì lập tức nó sẽ insert cho các bạn thôi. Insert into tên bảng danh sách thuộc tính truy vấn con. Như vậy thì mình cũng có thể insert nhiều dòng bằng cách này. Cái này thì mình tìm hiểu sau đi ha, cái câu insert đó mình tìm hiểu sau đi. Let delete. Let delete đó, dùng để xóa các dòng của cái bảng. Ví dụ là delete from tên bảng where cái điều kiện gì đó. Nếu như mình không để where điều kiện gì đó, có nghĩa là mình muốn xóa toàn bộ cái bảng. Mình muốn xóa toàn bộ cái bảng thì là cái bảng nó trắng trơn hay nó trống không luôn. Thì anh chị để ý, anh chị lưu ý cái câu lệnh này. Ví dụ như là delete from nhân viên where họ tên like trần gì đó ha. Thì cái từ khóa like này có nghĩa là cái họ tên này bắt đầu bằng chữ trần ha, và sau đó là một chuỗi ký tự gì đó mình không cần biết, trần gì đó, ví dụ Trần Văn A, Trần Thị B, Trần Trần Hồ Văn C, Trần Nguyễn Văn B chẳng hạn đó, thì trần gì đó mình không biết, chỉ có trần là mình xóa hết, thì đó là quê họ tên like trần phần trăm. Rồi delete from nhân viên where mã nhân viên bằng NV04, rồi chính xác là nhân viên 04 thì mình sẽ xóa. Rồi delete from nhân viên thì mình sẽ xóa trắng mặt bảng nhân viên luôn. Rồi xóa đi những nhân viên không lập hóa đơn thì mình sẽ có là cái này thì để tính sau đi ha. Ok, đó là câu lệnh delete. Lát nữa mình sẽ học mấy cái select thì mình sẽ biết. Snap vô thôi. Như vậy thì là delete ha, các anh chị sẽ thấy là delete thì số lượng số dòng bị xóa phụ thuộc vào điều kiện của mệnh đề where. Như vậy thì mình phải viết mệnh đề where sao cho nó chính xác. Rồi nếu như không chỉ định điều kiện của mệnh đề where thì tất cả dòng trong bảng sẽ bị xóa. Này mình viết rồi. Rồi là delete có thể gây ra vi phạm rèo bị tham chiếu nếu như không cho xóa nè. Nếu như xóa luôn những dòng có giá trị đang tham chiếu đến thì mình phải sử dụng cái từ khóa cascade, thì mình sẽ xóa luôn được những cái ràng buộc tham chiếu đến. Để coi mình có ví dụ không, và mình đặt luôn cho những giá trị tham chiếu ở, ví dụ như là ở đây mình có bây giờ muốn xóa cascade là sao. Bây giờ giả sử như là mình xóa xóa cái dòng mà số hóa đơn là 1002 này với lại số hóa đơn là 1005 này, mình muốn xóa cái số hóa đơn này thì trong chi tiết hóa đơn á mình cũng phải xóa đi tất cả những cái mà chi tiết liên quan đến nó, đúng không? Tức là 102 và những dòng 105 liên quan đến nó đều phải xóa hết. Như vậy thì nếu như mình xóa cái này không á, nếu mình delete from hóa đơn quay cái số hóa đơn bằng 102 hoặc số hóa đơn 105 á, thì nó sẽ báo lỗi liền, tại vì có cái bảng chi tiết hóa đơn này nó tra cứu đến, nó reference đến. Như lúc nãy mình có nói, nó reference đến thì mình không thể xóa được. Như vậy thì mình chỉ cần thêm từ khóa cascade thôi, delete cascade, thì tự động những cái dòng nào mà tham chiếu đến 102, dòng nào tham chiếu đến 105 nó sẽ xóa luôn theo luôn, nó sẽ xóa theo luôn không, nó sẽ xóa theo luôn. Đó. Hoặc là điền vào null ở đó thì đó mình sẽ có thể có cách là mình thay vì là mình xóa theo thì mình điền luôn vào trước ha, mình cập nhật luôn vào trước sau đó rồi mình mới xóa. Để cập nhật luôn thì mình dùng câu lệnh update ha, để cập nhật luôn thì mình dùng câu lệnh update. Update là câu lệnh giúp mình cập nhật lại giá trị của những cái dòng dữ liệu. Cập nhật thì lúc nãy thì các anh chị cũng thấy á, mình cập nhật ha, update tên cái bảng nha, nhớ nha cái câu lệnh này, update tên cái bảng sau đó set tên thuộc tính bằng một cái giá trị mới. Nó sẽ có phải tên thuộc tính bằng giá trị mới gì đó, tên phải tên thuộc tính nữa bằng giá trị mới gì đó, tùy mình muốn xét bao nhiêu thì tùy mình. Rồi where điều kiện, bây giờ mình sẽ update nhân viên, xét lại cái ngày vào làm của người ta là 8/12/2014 với cái mã nhân viên là NV05. Như vậy thì nó chỉ cập nhật lại cái nhân viên nào có mã là NV05 thôi, thì nó sẽ cập nhật lại cái ngày vào làm là 8/12/2014. Bây giờ giả sử như mình muốn tăng 5% tất cả các giá bán sản phẩm, vậy thì update sản phẩm set giá bằng giá nhân cho 1.05. Như vậy thì mình sẽ tăng 5%
tất cả các giá trong cái bảng sản phẩm của mình luôn. Tất cả các sản phẩm trong bảng sản phẩm đều tăng giá lên 5% hết. Rồi, ví dụ như là với sản phẩm có mã số là ST10, hãy thay đổi nước sản xuất thành Việt Nam và giá bán là thành 15.000. Vậy mình sẽ là update sản phẩm đúng không? Set nước sản xuất bằng Việt Nam, giá là 15.000. Hello. Các anh chị có thắc mắc gì không? Hello. Sao mình thấy có người bất thình lình bật mic lên bật rồi sau đó không hỏi gì. Ok, tiếp ha. Cập nhật lại sản phẩm xét nước sản xuất bằng Việt Nam và giá bằng 15.000 với cái mã sản phẩm là ST10. Như vậy thì bất kỳ cái nào là ST10 á thì mình đều cập nhật lại là nước sản xuất Việt Nam giá 15.000 hết. Thật ra có một dòng mà. Một dòng đáp ứng này. Như vậy mình sẽ có nhận xét là những dòng thỏa điều kiện tại BDW sẽ được cập nhật giá trị mới, những dòng không thỏa thì sẽ không được cập nhật. Như vậy thì BDW rất là quan trọng mà. Nếu như mình không chỉ định điều kiện ở BDW thì tất cả các dòng trong bảng sẽ bị cập nhật hết, toàn bộ sẽ bị cập nhật hết. Rồi, để update có thể gây ra ràng buộc tham chiếu, vi phạm về tham chiếu. Ví dụ như trường hợp là không cho sửa. Và nếu như mình muốn sửa luôn, ví dụ như là mình muốn sửa mã số hay sửa gì đó thì mã sản phẩm hay là gì đó liên quan đến những cái nào mà tham chiếu đến sản phẩm đó, mình muốn sửa luôn thì mình sẽ sử dụng từ khóa cascade để mình sửa luôn. Nhưng mà cái việc mà dùng từ khóa cascade này nó nguy hiểm lắm, tại vì nó có thể dẫn tới cái việc liên đới tới rất nhiều cái thứ phía sau đó, nó sẽ dẫn đến việc update rất rất là nhiều dòng mà mình không có thể nào kiểm soát được, mà cái việc lập trình mà không kiểm soát được nó rất là nguy hiểm. Thành thử các anh chị nên sử dụng từ khóa cascade một cách cẩn thận. Delete cascade cũng vậy ha, nó có thể vô tình xóa hết tất cả dữ liệu của mình mà mình không biết. Thành thử delete cascade và update cascade đều phải cẩn thận hết. Đó là cái phần mà cái câu lệnh update, insert, update, delete là ba câu lệnh thay đổi dữ liệu hôm trước mình học. Thì bây giờ mình sẽ qua mình học lại cái truy vấn dữ liệu. Thực ra là mình học mới, hôm trước mình chưa chỉ các anh chị cái việc truy vấn dữ liệu như thế nào. Đây, mình sẽ bắt đầu ở đây ha. Mình sẽ bắt đầu ở đây. Truy vấn dữ liệu thì mình sẽ có truy vấn cơ bản nè, tập hợp, sau đó tập hợp, truy vấn lòng nè, hàm kết hợp gom nhóm và một số chỉ truy vấn khác. Thì hôm nay mình chỉ học hai cái, đó là truy vấn cơ bản và tập hợp, sau đó tập hợp truy vấn lòng thôi. Còn lại hai cái phần sau á thì mình sẽ chừa lại ha, chừa lại hôm sau mình sẽ học. Học cái này xong á, học truy vấn dữ liệu xong á là coi như các anh chị biết tất cả về SQL rồi. Không còn gì nhiều nữa hết, không còn gì khác nữa hết. Thì đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Vậy thì buổi này và buổi sau mình sẽ học hết toàn bộ về SQL này. Rồi, cái truy vấn dữ liệu này á, là ngôn ngữ dùng để mình rút trích dữ liệu ra từ từ cơ sở dữ liệu để mình xem cái dữ liệu đó là như thế nào. Thì nó sẽ thỏa một số cái điều kiện do mình đặt ra ha. Ví dụ như là mình muốn xem những cái dữ liệu, xem tất cả những bạn nam trong trong cái bảng sinh viên chẳng hạn, thì mình đưa cái điều kiện ra là tôi muốn lấy ra tất cả những cái bạn mà có giới tính bằng nam trong cơ sở dữ liệu. Rồi, tôi muốn lấy tất cả những bạn trong cơ sở dữ liệu có quê quán ở Đồng Nai chẳng hạn, thì đó mình sẽ chỉ ra những cái điều kiện như vậy. Rồi, thì cái truy vấn dữ liệu này nó sẽ dựa trên nền tảng là phép tính đại số quan hệ và cộng thêm một số bổ sung. Tuy nhiên là đại số quan hệ mình không học trong cái môn này, thành thử nên trong cái slide nó có một cái số cái chỗ mà có đại số có toán thì nó chỉ để minh họa cho cái chuyện này thôi, thì mọi người đừng để ý đến cái đại số quan hệ đó làm gì hết, mình chỉ học cái cách code mà. Như vậy thì cái câu truy vấn này cho phép là một bảng có nhiều dòng trùng nhau ha, có thể có nhiều dòng trùng nhau. Rồi, có nhiều dòng trùng nhau được. Và cái câu truy vấn đơn giản cơ bản nhất thì nó sẽ gồm ba mệnh đề ha, ba mệnh đề cơ bản.
Yes, select from where. Select á, thì mình để vào danh sách các cột, tức là mình sẽ cần cái cần hiển thị cột nào ra. Ví dụ trong bảng sinh viên á, mình chỉ cần mã số sinh viên, họ tên, rồi số điện thoại thôi, thì mình sẽ đi kêu là select số sinh viên, phẩy họ tên, phẩy điện thoại thôi, số điện thoại thôi, mình không có cần nhiều, chỉ cần chừng đó thôi. Rồi danh sách các bảng trong from á, thì mình để danh sách các bảng này, thì mình đi kêu là select cột nào từ bảng nào ra, ví dụ select họ tên, select mã số sinh viên, from sinh viên. Như vậy thì mình sẽ chỉ ý định cho SQL biết rồi được là mình lấy cái cột đó từ bảng nào ra, với điều kiện như thế nào, where điều kiện như thế nào. Thì các điều kiện ở đây á, lúc nãy mình có nói là điều kiện, ví dụ mình để là giới tính bằng nam thì ok, thì mình có lấy ra những tất cả những bạn sinh viên có giới tính bằng nam, nhưng mà chỉ trích ra những cái cột mà mình muốn thôi. Rồi như vậy thì mình sẽ phải xác định được điều kiện ha. Cái điều kiện hơi phức tạp chút xíu, tại vì mình có thể có nhiều thứ ở trong đó. Thì điều kiện là gì? Điều kiện là những cái biểu thức boolean ha. Boolean là tức là true false á. Xác định dòng nào sẽ được rút trích. Các biểu thức boolean này được nối với nhau bằng những cái phép toán nối những cái biểu thức như là và hoặc là phủ định ha. And or not, tức là và hoặc phủ định. Ngoài ra thì mình cũng có thể dùng những cái phép toán để so sánh. Thì so sánh nó cũng trả về boolean mà, đúng sai mà, đúng không? Thì so sánh lớn hơn bé hơn, lớn bằng bé hơn bằng, so sánh khác, so sánh bằng, so sánh like. Lúc nãy các anh chị cũng sẽ thấy so sánh like và so sánh between. Between là so sánh một cái giá trị nằm giữa hai cái khoảng, hai cái mốc giá trị nào đó ha. So sánh between. Thì một lát nữa mình sẽ có những cái ví dụ về toàn bộ những cái thứ này. Rồi. Ngoài cái này đi, cái này là nói về đại số. Rồi bây giờ ví dụ như là select sale from khách hàng where doanh số lớn hơn 1 triệu đi, lớn 1 triệu. Như vậy thì nó sẽ lấy cái sale, cái dấu sale ở đây là gì? Dấu sale ở đây có nghĩa là nó lấy tất cả các cột trong cái bảng khách hàng ra luôn. Khi mà mình không thể liệt kê, tại vì đôi khi là có những cái bảng nó quá nhiều cột mình không muốn liệt kê ra, mình muốn lấy hết, thì mình dùng dấu sale. Select sale from khách hàng quay doanh số bằng lớn 1 triệu. Vậy tất cả những khách hàng nào mà có doanh số lớn hơn 1 triệu nó đều lấy ra hết. Rồi kết quả mình sẽ được hai dòng ha, hai dòng là dòng khách hàng không bọt và dòng khách hàng không ba, còn lại tất cả những dòng khác nó không lấy ra. Okay. Còn cột quá thì mình lấy ra tất cả cột luôn, mình cho bạn khách hàng có bao nhiêu cột mình lấy hết, mình không chưa lại cột nào hết. Tiếp theo ha, mình sẽ có một cái ví dụ. Select mã khách hàng, họ tên, địa chỉ, from khách hàng, quê doanh số lớn hơn 1 triệu và cái ngày đăng ký, cái năm đăng ký của ta là năm 2006. Ok. Như vậy thì mình sẽ, trong cái ngày đăng ký thì có ngày tháng năm đúng không? Có ngày tháng năm. Như vậy thì mình sẽ dùng cái hàm year, mình bỏ cái ngày tháng năm vô đó để mình lấy ra được là cái năm đó là năm nào. Tương tự như vậy thì mình cũng có hàm hàm date và hàm month. Hàm date là để lấy ngày, hàm month là để lấy tháng. Ok, như vậy thì các anh chị có thể sử dụng cái mấy cái hàm date, month, year để lấy ngày tháng năm từ một cái cột small date time. Cái cột date time, date, cột time, cột small date time đều có thể là trích xuất ra ngày tháng năm. Tại vì ngày tháng năm nó chứa cả ngày, cả tháng, cả năm. Thì các anh chị muốn so sánh riêng cái thành phần nào đó thì các anh chị dùng cái hàm year, hàm date, hàm month để lấy ra. Okay. Như vậy thì mình có là select mã khách hàng, họ tên, địa chỉ. Như vậy mình chỉ lấy 3 cột này thôi, từ bảng khách hàng ha, với điều kiện là doanh số lớn hơn 1 triệu và cái ngày đăng ký của ta là trong năm 2006. Tức là chỉ lấy năm 2006 thôi, không lấy năm khác, năm khác. Ok. Tiếp. Bây giờ mình có thể đặt bí danh, ví dụ như là cái cột này ok. Như vậy bây giờ ví dụ như là cái cột là ngvl này nè,
NGVL này, mình sẽ không biết nó là tên cái cột gì, thì mình muốn đặt tên cho nó thì mình sẽ đặt là mình sẽ dùng từ khóa S để đặt NGVL S ngày vào làm. Tại vì cái chữ ngày vào làm mình nó có cái dấu cách này. Ngày cách ra vào, cách ra làm, thành thử nên mình phải đặt nó trong một cái dấu nháy kép, nháy đơn như thế này, cặp nháy đơn như thế này để mình chỉ ra là nó là một cái chuỗi thôi. Rồi mình sẽ đặt tên cho cái cột này là ngày vào làm. Rồi cái cột họ tên đó thì mình đặt là tên, tại vì tên này nó chỉ có một cái từ duy nhất rồi, nó không có dấu cách nào hết, thành thử nên mình khỏi cần phải sử dụng cái dấu nháy đơn này, cặp nháy đơn này ha. Vậy mình có thể đặt là select mã nhân viên, rồi để in mã nhân viên, họ tên mình đặt cái cột này là tên, NGVL mình đặt là cái cột này tên là ngày vào làm, từ bảng nhân viên ha, lấy ra từ bảng nhân viên với cái điều kiện là ngày vào làm phải lớn hơn ngày 1 tháng 6 năm 2006, lớn hơn 1 tháng 6 2006 không, lấy ra như vậy mình sẽ được hai dòng ha, được hai dòng. Rồi bây giờ mình có thể nối nè, mình có thể nối mấy cái cột lại với nhau, mình nối cái cột lại với nhau. Ví dụ như ở đây mình là select mã sản phẩm, phải tên sản phẩm nối với lại một cái dấu bảng trắng, sau đó nối với lại cái nước sản xuất, sau đó mình đặt tên cái cột mới này nè, cột mới này nè là cái cột tên sản phẩm. Rồi, from sản phẩm quay giá lớn 55.000, như vậy thì lớn bằng 55.000 ha. Như vậy thì giá từ 55.000 trở đi thì mình mới lấy. Như vậy mình sẽ được một cái kết quả gồm hai cái cột ha, là mã sản phẩm và tên sản phẩm ha, là cái cột hành đặt này. Thì mình sẽ nối giữa cái sản phẩm bút bi, sau đó cách ra Thái Lan này, sổ tay loại 1 cách ra Việt Nam, sổ tay cách ra Thái Lan này. Như vậy thì mình sẽ nối được hai cái cột đó lại với nhau, nối hai cột lại với nhau không? Rồi bên cạnh đó thì mình cũng có thể là mình vừa select ra, mình vừa thao tác với nó luôn, rồi select mã sản phẩm và giá tăng lên 10%, hiển thị ra nhưng mà tăng lên 10% lên hết. Rồi select mã sản phẩm phải giá nhân 1.1, rồi tất cả cái giá trị giá này đều nhân trong 1.1 hết, giá 10% mà đặt tên cho cái cột from from sản phẩm mà. Ok, ở đây hơi nhầm chút xíu, from sản phẩm que giá lớn hơn hoặc bằng 55.000, về giá lớn bằng 55.000 sẽ liệt kê đây. Rồi như vậy thì mình ví dụ như là cái câu select giá from sản phẩm que giá lớn hơn 50.000 thì mình sẽ liệt kê ra được như thế này, mình sẽ thấy là nó sẽ có những cái dòng trùng nhau đúng không, cái dòng 55.000 này trùng nhau nè. Như vậy thì nếu như dữ liệu rất là nhiều mà mình những cái dòng trùng nhau như thế này thì nó sẽ gây ra tốn chi phí, và giả sử như là trong cái bài toán của mình không muốn là có những cái dòng trùng nhau thì sao, đúng không, không muốn những dòng trùng nhau, mình bỏ đi những cái dòng trùng nhau thì mình sẽ thêm vào cái từ khóa distinct, select distinct. Thì select distinct nó sẽ so sánh hai cái dòng với nhau, nhớ không, distinct nó sẽ so sánh hai cái dòng với nhau, nhớ là nguyên cái dòng luôn nha, chứ không phải là nguyên cái dòng mà ở đây mình chỉ select giá thôi, nó chỉ có một giá trị thôi, nó sẽ xem hai cái dòng nó với nhau. Nếu dòng đó ha, nếu dòng đó mẹ nó trùng nhau thì nó sẽ chỉ giữ lại một thôi, chỉ giữ lại một dòng thôi. Như vậy thì các anh chị lưu ý nha, cái distinct này là so sánh nguyên dòng với nhau ha, nguyên dòng tất cả những cái dòng dữ liệu nào liệt kê ở đây, thì ở đây mình chỉ liệt kê có một cái thuộc tính là giá thôi đó. Thì các anh chị lưu ý, rồi như vậy thì nó chỉ giữ lại một dòng trong số những cái dòng trùng nhau, thì giữ lại một dòng số đó thôi. Rồi ví dụ như ở đây mình sẽ có cái ví dụ là cho biết mã nhân viên, họ tên, lập những hóa đơn trên 3,5 triệu ha, cho biết mã nhân viên và họ tên lập những hóa đơn trên 3,5 triệu, thì mình sẽ có là qua cái trên đi ha. Select hóa đơn cho mã nhân viên, họ tên, from nhân viên hóa đơn, đúng không? Tại vì họ tên của nhân viên thì nó nằm trong mã nhân viên. Các anh chị có thể là xem cái thực hành ha. Tất cả những cái ví dụ ở đây của mình đều nằm trong bài thực hành của mình hết á, chứ không có đâu xa hết. Tại vì bài thực hành là cái mà
các anh chị quen thuộc nhất, các anh chị đã làm cái dữ liệu rồi, thành thử mình sẽ lấy tất cả những ví dụ để cho bạn thực hành hết, chứ mình không có lấy đâu xa hết à. Nếu lấy xa thì các anh chị sẽ không hình dung được đâu. Ok, như vậy thì mình sẽ có hóa đơn với mạng, tức là mã nhân viên thì nó nằm trong bảng hóa đơn cũng có, mã nhân trong bảng nhân viên cũng có. Ok, nhưng mà họ tên này thì nó chỉ có nằm trong cái bảng nhân viên mới có thôi. Mà hóa đơn trên 3,5 triệu thì chỉ có trong bảng hóa đơn thôi. Như vậy thì mình sẽ lấy dữ liệu từ hai bảng. Okay. Như vậy đòi hỏi dữ liệu từ hai bảng ha, là bảng nhân viên và bảng hóa đơn. Như vậy thì mình sẽ select mã nhân viên, họ tên, from nhân viên hóa đơn, where cái gì ha, where điều kiện của mình là trị giá lớn hơn 3,5 triệu là bình thường rồi ha, trị giá lớn hơn 3,5 triệu, và mình khi đó mình sẽ dùng một cái điều kiện để mình so sánh hai cái này bằng với nhau, đó là nhân viên với mã nhân viên và hóa đơn với mã nhân viên, tức là điều kiện này tương đương với cái điều kiện khóa ngoại á, cái điều kiện này điều kiện khóa ngoại ha, điều kiện tương đương điều kiện khóa ngoại. Điều kiện này cho biết là chỉ so sánh những cái dòng nào mà nhân viên với hóa đơn, nhân viên hóa đơn có mã nhân viên ở hai cái bảng này trùng nhau thì mình mới so sánh thôi, trùng nhau mình mới so sánh thôi. Thì ở đây cái mệnh đề que ha, thì cái biểu thức luận lý ở đây nè, cái này true nè, cái này true thì end lại nó mới true đúng không, nói nhau mà end mà, cái này true thì nó mới lấy được cái dữ liệu ra, còn không thì nó không lấy, còn không thì không lấy. Cái việc mà các anh chị để cái nhân viên với lại cái hóa đơn ở trong cái from thì nó như thế này, chắc là bây giờ mình sẽ ví dụ luôn cho anh chị thấy, mình sẽ mở Excel lên cho anh chị thấy ha, mở Excel lên từ từ, đang share, mình đang chỉ share cái slide thôi. Xem screen đi. Thì sẽ thấy. Bây giờ giả sử như mình có không bự lên ha. Rồi mình sẽ có cái. Rồi bảng này là bảng hóa đơn. Nhân viên thì mình có nhân viên A, nhân viên B, nhân viên C. Hóa đơn thì mình có hóa đơn 1, hóa đơn 2, hóa đơn 3. Ok. Như vậy thì from ha, cái mệnh đề from của mình này. From của mình là nhân viên phải hóa đơn. Như vậy thì nó sẽ tạo thành cái gì ha? From bình thường thì from một cái bảng á, bình thường thì from một cái bảng á thì nó sẽ lấy dữ liệu từ cái bảng nó lên. Ví dụ như from nhân viên thì nó sẽ lấy ABC lên. Nhưng mà bây giờ khi mình liệt kê là from nhân viên phải hóa đơn thì nó sẽ lấy cái gì lên? Thì nó sẽ lấy cái gì lên, thì mình sẽ các anh chị có thể hình dung chỗ này ha, khi mà mình viết là from nhân viên hóa đơn thì nó sẽ lấy ra một cái bảng gọi là a nè, một a nè, quên a là hai nè, a nè, ba nè, rồi sau đó là b một nè, b đi với hai nè, sau đó b đi với ba nè, sau đó c đi với một nè, c đi với hai nè, share đi với ba nè. Như vậy thì khi mình lấy from nhân viên phải hóa đơn thì nó sẽ lấy nhân viên nó nhân cho hóa đơn. Nhớ này, nó sẽ tích đề các hai cái tập hợp lại với nhau. Nó lấy tập hợp nhân viên nó nhân cho tập hợp hóa đơn. Tức là bất kỳ dòng dữ liệu nào trong nhân viên sẽ đi với tất cả các dòng trong hóa đơn. Bất kỳ dòng dữ liệu này trong nhân viên sẽ đi với tất cả các dòng trong hóa đơn. Tức là dòng nhân viên A nè, nó sẽ đi với 3 dòng trong hóa đơn. Dòng nhân viên B nè sẽ đi với cả 3 dòng trong hóa đơn. Dòng nhân viên C sẽ đi với cả 3 dòng trong hóa đơn. Như vậy thì quay trở lại cái dữ liệu của mình đi, quay trở lại cái dữ liệu thật của mình đi, thì nó sẽ khủng khiếp như thế nào ha. Đâu rồi, đây các anh chị sẽ thấy mình sẽ có bao nhiêu nhân viên, mình sẽ có 5 nhân viên, mình sẽ có bao nhiêu cái hóa đơn, mình sẽ có 23 cái hóa đơn. Như vậy thì nhân from nhân viên phải hóa đơn thì mình sẽ lấy 5 nhân cho 23 đúng không, thì mình sẽ ra được rất nhiều dòng dữ liệu. Bất kỳ dòng dữ liệu nào bên bảng nhân viên, ví dụ như dòng dữ liệu NV01 Nguyễn Như Nhật này nè, Nguyễn Như Nhật sẽ đi với tất cả những cái dòng bên hóa đơn. Rồi
nhân viên 02 là Lê Thị Phi Yến này, này sẽ đi kèm với tất cả những cái dòng trong hóa đơn. Như vậy thì mình muốn biết được là cái nhân viên 01 này là lập những cái hóa đơn nào để mình lấy ra, thì mình sẽ việc tra cứu coi thử là cái mã nhân viên bên nhân viên này, những cái dòng nào ha, những cái dòng nào mà có cái dòng mã nhân viên bên nhân viên bằng với cái hóa đơn chấm nhân viên thì mình sẽ lấy ra. Như vậy thì nó lấy ra cái gì nhỉ? Nó lấy ra dòng này nè, nó lấy ra dòng này nè, nó lấy ra dòng này nè. Những cái dòng này đi với Nguyễn Như Nhật, những dòng này đi với dòng Nguyễn Như Nhật. Như vậy thì cái, như vậy thì cái biểu thức này nè, nhân viên chấm mã nhân viên bằng hóa đơn chấm mã nhân viên, nó sẽ làm chuyện đó, nó sẽ làm chuyện đó cho mình. Tức là nó không phải là lấy cái việc mà nó lấy hết tất cả kết quả phép nhân, mà nó bỏ hết những cái dòng kia đi, nó chỉ lấy những cái dòng nào mà nhân viên chấm mã nhân viên bằng hóa đơn chấm mã nhân viên. Ok, như vậy thì nó chỉ làm cái chuyện này thôi, nó chỉ làm cái chuyện này thôi. Ok ha. Rồi tiếp theo là trong những cái dòng lấy được thì nó tiếp tục nó lọc, nó lấy những cái dòng mà có trị giá lớn hơn 3,5 triệu thì nó mới lấy. Như vậy thì quay trở lại dữ liệu, bây giờ nhân viên 01 đi với tất cả những cái ông nào mà cái hóa đơn nào mà có nhân viên 01 nhưng mà cái trị giá lớn 3,5 triệu nó mới lấy nha. Vậy thì cái này nó bỏ nè, cái này nó bỏ nè, không lấy nè, cái này nó bỏ không lấy luôn, cái này nó bỏ không lấy luôn, cái này nó sẽ lấy nè, tại vì hơn 3,5 triệu nè, nhân viên 01 nè, ông Nguyễn Như Nhật nè, đó nó sẽ lấy. Rồi cái này không lấy nè, cái dưới cùng cũng không lấy luôn. Rồi tiếp theo đến nhân viên 2 là Lê Thị Phi Yến. Rồi Lê Thị Phi Yến thì nó chỉ giữ lại những dòng đi chung với nhân viên 2 thôi, nhưng mà trị giá lớn hơn 3,5 triệu nha. Vậy thì cái này không lấy nè, cái này lấy nè, đúng không? Rồi cái nhân viên 2 tiếp theo là cái này nè, lấy không? Không lấy nè, tại vì giá trị nó bé hơn 3,5 triệu rồi. Rồi tiếp theo nhân viên 2 cái này là không lấy nè. Đó, tương tự như vậy, tương tự như vậy thì mình có cái câu chi vấn nó sẽ thực hiện như vậy ha, thì như vậy thì cái mệnh đề này trả về tru, mệnh đề này trả về tru thì nó mới lấy. Các anh chị hình dung được không? Các anh chị hình dung được cái vấn đề, cái cách cái này nó hoạt động như thế nào? Mình diễn tả lại. Tại vì hình dung được thì mình mới đi tiếp được ha, mình mới tiếp tục được. Tại vì càng đi vào sâu thì nó sẽ, mình hiểu được rồi nó sẽ phải phức tạp lên chút nữa. Từ từ nó phức tạp lên. Rồi tiếp ha, tiếp tục. Rồi như vậy thì mình sẽ dùng cái dấu mặt để ưu tiên ha. Ví dụ ở đây mình sẽ có giá lớn 3,5 triệu hoặc là giá bé hơn 1 triệu này. Bé 1 triệu này thì mình sẽ sử dụng cái dấu mặt để mình ưu tiên. Mình giống như là phép toán vậy, giống như là trong toán học á, thì cái nào trong mặt mình thực thi trước, cái nào nhân thì mình thực thi sau, còn cái nào cộng thì sau cùng, cộng trừ thì sau cùng, nhân chia thì trước ha. Ví dụ như vậy thì mình có những thứ tự ưu tiên như vậy ha. Mình sẽ có thứ tự là từ trái sang phải, nhưng mà cái nào trong mặt thì mình làm trước, cái nào trong mặt mình làm trước. Rồi between này, bây giờ giá lớn hơn 20.000 và giá bé hơn 30.000 thì mình sẽ sử dụng between and ha, between and, giữa hai đó, giữa hai cái giá trị đó, hai giá trị đó mình sẽ sử dụng between and, thay vì mình sẽ sử dụng cái dấu, mình sẽ sử dụng dấu bé hơn lớn hơn, mình sẽ sử dụng between and. Rồi tương tự như vậy, nếu như mình dùng not between and thì nó sẽ không nằm trong cái khoảng giá trị thôi, mình phủ định lại ha, giá không nằm trong cái khoảng giá trị này, tức là giá nằm ngoài cái khoảng giá trị đó. Rồi tiếp theo là cái từ khóa like. Lúc nãy các anh chị thấy từ khóa like thì bây giờ mình sẽ nói trực tiếp về cái từ khóa like như thế này. Từ khóa like là dùng để so sánh chuỗi, nhớ ha, từ khóa like dùng để so sánh chuỗi. Thì bây giờ ví dụ như địa chỉ ha, địa chỉ ví dụ như là Nguyễn Cư Trinh quận nhất gì đó, nhưng mà mình nhớ là Nguyễn Cư Trinh hay là Nguyễn Văn Cừ hay là Nguyễn gì đó,
Thì bây giờ là Nguyễn cái phần trăm, địa chỉ like ha, like Nguyễn gì đó mình không nhớ rõ à, mình lấy hết luôn. Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, rồi Nguyễn Thị Minh Khai là Nguyễn gì đó mình lấy hết, cứ Nguyễn là mình lấy hết. Như vậy là Nguyễn cách ra à, Nguyễn phần trăm, thì phần trăm này nó sẽ đại diện cho một cái chuỗi bất kỳ. Còn nếu như mình nhớ chính xác là nó có bao nhiêu ký tự thì mình dùng dấu gạch dưới, dấu gạch dưới ha, shift gạch á, gạch dưới, dấu gạch dưới nó sẽ đại diện cho một ký tự, đại diện cho một ký tự, duy nhất một ký tự. Còn dấu phần trăm sẽ đại diện cho chuỗi bất kỳ. Như vậy thì cái chuỗi này có thể là có rất nhiều ký tự hoặc là không hề có ký tự nào. Nhớ nha, phần trăm là rất nhiều ký tự hoặc không hề có ký tự nào. Còn gạch dưới là chính xác một ký tự. Nó phải có ký tự ha, chính xác một ký tự thì nó mới chịu. Rồi. Ví dụ như là đơn vị tính like cây cũng được, tức là thay vì bằng cây thì mình để là like cây cũng được. Nếu như mình không có dấu dấu phần trăm hay dấu gạch gì đó thì cái chữ like này nó tương ứng với cái dấu bằng thôi, nó giống như dấu bằng. Select mã sản phẩm, tên sản phẩm, from sản phẩm, where đơn vị tính like cây, tức là đơn vị tính bằng cây. Thay vì dùng dấu bằng mình dùng dấu like, mình dùng like trong trường hợp này. Còn nếu như mà cây gì đó, ví dụ như là cây chổi, cây cây cảnh hay gì đó thì mình dùng dấu phần trăm thì mình không dùng dấu bằng được. Nếu dùng dấu bằng thì nó xem nó là cái chuỗi rồi, mình phải dùng like. Like thì nó mới nhận những cái dấu như là phần trăm, dấu shift gạch. Rồi, như vậy phủ định của like là not like, tức là ngược lại với like, tức là đơn vị tính không phải là cây. Thì nó còn là hộp cái nguyễn trục đúng không? Còn hộp cái nguyễn trục này lấy tất cả những cái hộp cái nguyễn trục ra, trừ thằng cây ra. Trừ thằng cây ra thì mình dùng not like. Rồi cái dấu escape à, escape thì chắc là các anh chị dễ xài. Escape là trừ, trừ cái chữ s ra. Ví dụ như là phần trăm Nguyễn s gạch dưới phần trăm thì làm cái chuỗi gì đó bắt đầu cái gì đó, bắt đầu cái chuỗi ký tự bất kỳ. Rồi chữ Nguyễn có s, rồi một ký tự gì đó và cái phần trăm, tức là một chuỗi bất kỳ như thế sau. Mình sử dụng từ khóa escape s. Như vậy thì trong cái chuỗi đó thì không có s, mình sẽ bỏ hết tất cả những cái s ra. Escape s, escape cái chữ s ra. Và cái escape ít xài lắm, tại vì mình gõ vào là mình gõ chính xác cái điều kiện, không ai chơi gõ sai điều kiện xong rồi escape lại hết á. Thật sự chữ escape hơi ít xài ha. Rồi between ngày giờ, mình vẫn có thể between ngày giờ được, có thể sử dụng between ngày giờ được. Ngày giờ thì mình đã có dặn kỹ mọi người rồi là mình sử dụng cái từ, mình sử dụng cái câu lệnh là set day format để làm cho cái ngày giờ nó đúng cái format mình muốn, đúng cái format mình mong muốn. Như vậy thì các anh chị cứ thoải mái dùng set day format, sau đó thì mình viết cái ngày giờ của mình theo cái định dạng mà bình thường mình vẫn hay xài thôi. Là between ngày có thể áp dụng trong cái trường hợp ngày giờ như vậy. Và null, null thì sao? Mình đã thao tác với rất nhiều cái thứ về null. Tuy nhiên đó là để tìm hiểu kỹ về null á. À, null là gì á? Null là không có gì hết. Null là không có gì á. Không có gì. Như vậy thì null được sử dụng trong trường hợp là không biết, không thể áp dụng, không tồn tại. Những biểu thức tính toán có liên quan đến giá trị null mà sẽ cho ra kết quả là null này. Ví dụ như là x có giá trị là null thì khi truy vấn nó sẽ ra là null. X cộng 3 tức là null cộng cho 3 thì ra là null. Và null cộng 3 là một biểu thức không hợp lệ, tức là lấy null mà cộng cho 3 thì nó sẽ báo lỗi. À, tại vì mình không tính toán cái kiểu đó được. Không tính toán kiểu đó được. Nhớ nha. Rồi. Những biểu thức so sánh có liên quan đến giá trị null sẽ cho ra kết quả là unknown, tức là không biết. Tại vì so sánh với một cái null mà so sánh một cái không biết là cái gì thì nó sẽ là không biết, đúng không? Ví dụ như x bằng 3. Tại vì null, x là null mà, x bằng 3 thì cho kết quả là unknown. Và khi mà mình so sánh với null thì nó cũng sẽ báo lỗi luôn. Tại vì không hợp lệ. Như vậy thì
mình sẽ thấy là cộng trừ nhân chia với null là không được, so sánh với null là không được. Như vậy thì làm sao để mình kiểm tra được, mình kiểm tra được một cái giá trị có là null hay không? Thì mình sẽ sử dụng cái từ khóa là is null hoặc is not null. À ok, vừa thấy hình như có bạn bạn này nó nói à between n là lớn hơn hoặc bằng là bé hơn bằng, đúng rồi, tại vì nó phải có hai cái đầu bút trong đó luôn ha. Between n là nó có hai cái đầu bút trong đó. Hồi nãy cái ví dụ đó là mình không có ghi rõ ràng á. Between n nó là có, đúng rồi, bạn Tấn Thành đã nói hợp lý rồi ha. Between n nó có hai cái đầu bút trong đó luôn, tức là hai cái giá trị đầu cuối luôn trong đó, tại vì nó phải nằm ở trong cái đoạn đó, chính xác là nó là nằm ở trong cái đoạn giá trị đó à. Rồi chính xác là mình phải nằm trong đoạn giá trị đó, phải có cái đầu cuối ha. Rồi quay trở lại là mình sẽ nói về cái việc so sánh với null về so sánh null, thì mình sẽ dùng một cái hàm đặc biệt của nó, tức là is null hoặc is not null, để kiểm tra nó là null hay là không phải là null. Thì đây là cái cách duy nhất để so sánh một cái giá trị nào đó có phải là null hay không ha. Thì mình sẽ dùng cái hàm đặc biệt, chứ không thể nào mà dùng dấu bằng hay là dùng dấu khác hay là cộng trừ nhân chia lớn hơn bé hơn được. Tất cả những cái biểu thức đó đều ra sai hết, đều báo lỗi hết. Thành thử nên các anh chị khi mà làm việc mà có null nên cẩn thận, nên cẩn thận. Rồi ví dụ như mình không sử dụng mệnh đề where, mệnh đề from thôi, không sử dụng mệnh đề where thì nó ra kết quả nó sẽ không cần so sánh thôi, có bao nhiêu kết quả nó lấy hết thôi, đúng không, có bao nhiêu kết quả nó lấy hết. Thì ở đây nó sẽ tương ứng với việc là where bằng true, where true là luôn luôn đúng, đúng không, luôn luôn đúng, lấy tất cả những cái giá trị ra. Rồi tên bí danh, lúc nãy mình đặt tên bí danh ở trên select rồi đúng không, đặt tên bí danh trên select, nhưng mà bây giờ mình sẽ có cái trường hợp như thế này là select số hóa đơn, họ tên, from hóa đơn nhân viên, que mã nhân viên bằng mã nhân viên. Như vậy thì trong hóa đơn cũng có mã nhân viên, mà trong nhân viên cũng có mã nhân viên, như vậy thì không có được, đúng không. Giả sử như bây giờ ha, bây giờ select mã nhân viên, họ tên số hóa đơn, from nhân viên hóa đơn, que mã nhân viên bằng mã nhân viên. Như vậy thì cái mã nhân viên này nè, mã nhân viên bằng nhân viên này, thì cái mã nhân viên này nó nằm ở trong cột nào, trong cái bảng nào không biết, đúng không. Mã nhân viên bên này nằm trong bảng nào, hóa đơn cũng có mã nhân viên này, nhân viên cũng có mã nhân viên. Như vậy thì chính xác là cái mã nhân viên này nằm trong bảng nào thì không biết. Như vậy mình phải chỉ rõ ra được là cái mã nhân viên này nằm trong bảng nào. Bên cạnh đó thì mình select cái mã nhân viên như thế này thì mình không biết được, SQL nó cũng không biết được là nhân cái mã nhân viên này nó nằm trong bảng nhân viên hay mã nhân viên này nằm trong bảng hóa đơn. Như vậy thì cũng không biết chính xác được là cái cột mã nhân viên này nằm ở đâu. Thành thử nên nó cũng phải thêm vào những cái bí danh ha, thêm vào bí danh, mình có thể đặt tên ha, cho nó ngắn gọn lại câu truy vấn của mình lại. Select số hóa đơn, họ tên, from hóa đơn, and tag tên. Như vậy thì mình đặt đặt cái tên bằng cách là dùng từ khóa s, hóa đơn and tag tên nhân viên snv, where hóa đơn chấm mã nhân viên bằng nhân viên chấm mã nhân viên. Rồi select HD chấm mã nhân viên, ở đây mình đặt bí danh thay vì dùng từ khóa S đó. Thì lúc nãy mình có là khi mà mình đặt cái tên đó mình không có dấu khoảng trắng hay là gì đó thì mình bỏ từ khóa S luôn cũng được. Thì ở đây nhân viên mình đặt là NV này, nhân viên cách là NV, hóa đơn mình cách là HD thì nó sẽ hiểu là nhân viên mình được đặt tên là NV, hóa đơn đặt tên là HD. Như vậy thì NV tức là nhân viên chấm mã nhân viên bằng hóa đơn chấm mã nhân viên. Rồi ở trên này là hóa đơn chấm mã nhân viên, rồi chỉ ra rõ ràng cho ta biết, cho SQL nó biết, cho cái hệ quản trị mình biết là cái cột mã nhân viên này nó nằm trong cái bảng hóa đơn, nó nằm trong bảng hóa đơn. Rồi ví dụ với những chi tiết hóa đơn mua với số lượng trên 50, cho biết số hóa đơn, trị giá hóa đơn, mã và họ tên nhân viên lập hóa đơn, bán tìm các sản phẩm do Trung Quốc hoặc Thái Lan sản xuất có giá từ 30.000 đến 40.000, không có đáp án luôn, ghi ra trị giá của từng hóa đơn hoặc tên người lập hóa đơn đó. Rồi để coi còn thời gian để mình làm cái nào. Không coi mình còn nhiều thời gian không.
Nhưng mà thôi mình bỏ qua mấy cái đó đi, bỏ qua đơn giản đó thì chắc là các anh chị cũng biết rồi. Hay là mình viết luôn ta, mình viết luôn ha. Với những chi phí hóa đơn mua số lượng trên 50, cho biết số hóa đơn, trị giá hóa đơn. À, đây đây. À, mình sẽ thôi đâu 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 đây. Với những chi phí hóa đơn mua số lượng trên 50, cho biết số hóa đơn, trị giá hóa đơn, mã và họ tên nhân viên lập hóa đơn. Như vậy thì mình sẽ select đúng không? Bình thường là mình from đúng không? From hóa đơn chứ cả nè, hóa đơn. Mình đặt là H đi. Nhân viên lập hóa đơn đúng không? Họ tên nhân viên đúng không? Như vậy thì phải từ nhân viên đặt là N đi. Rồi, where cái gì ha? Where H chấm mã nhân viên này bằng này, mình không khai báo mà mình khai dưới luôn được này. Đừng khai báo là khai báo, đừng khai báo sao? Nghĩa là mình được khai H. À, mình ở dưới mình hóa đơn chấm mã nhân viên luôn này. Được, 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 được. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, cái chuyện đó là chuyện bình thường phải xảy ra như vậy. Tuy nhiên đó là nếu như mình viết như vậy thì nó dài dòng quá. Đúng không? Mình viết như vậy thì nó dài dòng. Và nó rối. Mình cứ ký hiệu đi. Ngắn gọn. Ok, nói chung là cảm ơn em đã nhắc. Tại vì cái này mình không có nói với mọi người. Nhưng mà mình nghĩ đó là bình thường, mình quên nhắc mất tiêu. Thì hóa đơn chấm mã nhân viên là chuyện bình thường, nhân viên chấm mã nhân viên là chuyện bình thường. Nhưng mà cái ký hiệu này mới bất thường ha. Ok. Rồi. Với những chi tiết hóa đơn mua với số lượng trên 50. À, như vậy thì mình phải kết thêm một cái bảng chi tiết hóa đơn vào nữa chứ hả? Có một cái bảng nha, chi tiết hóa đơn nữa đúng không? Hóa đơn kia là C. Rồi như vậy thì mình viết thêm hết nữa vào đây, đó là C chấm số hóa đơn bằng H chấm số hóa đơn. À, để hóa đơn chi tiết bằng cái hóa đơn chấm số hóa đơn. Rồi số lượng trên 50 đúng không? Như vậy C chấm số lượng mình sẽ phải lớn hơn 50, số lượng trên 50. Rồi, cho biết cái gì? Cho biết số hóa đơn. Như vậy thì mình phải cho biết số hóa đơn. Nhưng mà số hóa đơn này á, có trong hai bảng. Có trong hai bảng là bảng chi tiết hóa đơn và hóa đơn. Như vậy mình sẽ lấy ra một cái hóa đơn đi ha. Số hóa đơn, tại vì hai cái này bằng nhau, mình lấy cái này cũng được. Số hóa đơn. Rồi lấy trị giá hóa đơn. Như vậy trị giá, trị giá này trị giá nó có nằm trong một bảng à. Mã và họ tên nhân viên là hóa đơn. Như vậy thì mã nhân viên lúc này nó nằm trong hai bảng, mình sẽ lựa một cái bảng là mình lấy. Như vậy mình sẽ lấy nhân viên chấm mã nhân viên ra đó, lấy bảng này thôi chứ không gì hết trơn á. Rồi mình lấy thêm họ tên nhân viên ra, lúc này họ tên thì nó chỉ có trong nhân viên thôi, mình lấy họ tên ra. Ok, vậy là mình sẽ hoàn thành cái câu truy vấn này rồi. Mình đã hoàn thành câu truy vấn này hả? Cho biết số hóa đơn, trị giá hóa đơn, mã nhân viên. Lúc nãy mình vừa nghĩ ra cái gì đó. À, nếu như mà mình lấy như thế này á, nếu như mình lấy như thế này á, thì nó sẽ trùng nhau. Tại vì trong số hóa đơn á, trong số hóa đơn có nhiều cái số hóa đơn nó trùng nhau lắm. Trong chi tiết hóa đơn thì có nhiều hóa đơn, tại vì nó lặp đi lặp lại mà đúng không? Hóa đơn một thì trong cái hóa đơn á, thì cái hóa đơn một chỉ có một dòng thôi, nhưng mà trong chi tiết hóa đơn á, thì có hóa đơn một có rất nhiều dòng. Giả sử như là nó mua hóa đơn một đi, nó mua củ cải với số lượng 50, cà rốt với số lượng 50, như vậy thì cái hóa đơn một nó sẽ xuất hiện hai lần rồi đúng không? Cái hóa đơn một nó xuất hiện hai lần rồi. Như vậy thì ở đến này cái số hóa đơn cũng sẽ xuất hiện hai lần. Như vậy thì để tránh cái tình trạng chồng trùng nhau thì mình dùng phương pháp listing. Listing nha. Ta xuống. Ta xuống chưa? Để thấy. Listing nha. Như vậy thì nó sẽ lấy bốn cái cột này, nó sẽ so sánh với nhau. Bốn cột này nằm trên một dòng mà đúng không? Dòng dữ liệu.
nó sẽ lấy tất cả dòng dữ liệu sẽ đánh nhau, bỏ những cái dòng trùng nhau đi, bỏ những dòng trùng nhau đi, mình sẽ dùng sử dụng thư pháp listing để mình làm chuyện này. Được chưa nhỉ? Tiếp tục ha. Tiếp theo mình có tìm các sản phẩm là select. From cái gì trước nhỉ? Tìm các sản phẩm do Trung Quốc hoặc Thái Lan sản xuất có giá từ 30.000 đến 40.000. Tìm các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất Thái Lan sản xuất, như vậy là chắc chắn là một loại sản phẩm rồi. Tìm các sản phẩm, lấy ra mã sản phẩm nè, tên sản phẩm nè, do Trung Quốc hoặc Thái Lan sản xuất, như vậy là nước sản xuất mình sẽ dùng ưu tiên ha, nước sản xuất bằng Trung Quốc. Có giá từ ha, như vậy giá ha, được truyền 30-40 nghìn, 30-40 nghìn rồi đó. Ngân hàng của chỗ này thiếu chị em, giá truyền 30-40 nghìn. Như vậy cái này, cái cộng này riêng ha, cộng này riêng và cái này riêng, tất cả những cái thuộc tính này đều nằm trong cái bảng sản phẩm hết, nên mình không cần cởi kết với, mình không cần phải liệt kê cái bảng nào khác ha, nào khác ngoài mấy bảng đó. Rồi tiếp theo mình có cái câu là in ra trị giá của từng hóa đơn và tên người lập hóa đơn đó. Hóa đơn đúng không? Không cần quen gì hết, cần quen chứ, cần quen. In ra trị giá của hóa đơn và họ tên người lập hóa đơn đó. Như vậy họ tên người lập hóa đơn đó là nằm trong bảng nhân viên nè. Rồi where thì hóa đơn chấm, cái này có ít thì mình đi luôn ha, chấm mã nhân viên bằng nhân viên chấm mã nhân viên. Rồi ha, in ra cái gì, in ra trị giá của hóa đơn, trị giá và họ tên người lập, đúng không? Như vậy in ra trị giá và họ tên, không, select trị giá, họ tên, from hóa đơn nhân viên, where, hóa đơn cho bạn nhân viên, bạn nhân viên cho bạn nhân viên. Rồi đó là cái mà mình, ví dụ 3 của mình ha. Đầu tiên rồi tiếp theo đến ví dụ 4, tìm tất cả các hóa đơn của khách hàng Nguyễn Văn A. Khách hàng Nguyễn Văn A, như vậy họ tên của khách hàng mà Nguyễn Văn A, họ tên phải nằm trong bảng khách hàng. Tìm tất cả hóa đơn thì trong bảng hóa đơn, như vậy thì mình, cái from của mình sẽ là hóa đơn và khách hàng, đúng không? Hóa đơn và khách hàng, H và K đi. Rồi tìm tất cả các hóa đơn, đúng không? Như vậy là select, select gì nhỉ? Tất cả hóa đơn, như vậy mình in tất cả những cái hóa đơn ra, đúng không? Như vậy mình sẽ không có lệ thuộc được, là không có cần phải quan tâm đó là cái cột nào trong hóa đơn, đúng không? Như vậy là h chấm sao. Như vậy là in ra tất cả các cột trong hóa đơn, tại vì lúc này có các cột trong khách hàng nữa mà, đúng không? Như vậy thì mình chỉ in ra tất cả những cột trong hóa đơn thôi, thì mình là select h chấm sao. Where gì nhỉ? Where đơn chấm mã khách hàng bằng khách hàng chấm mã khách hàng. Rồi in họ tên ha, họ tên của khách hàng bằng họ tên của Nguyễn Văn A.
Như vậy là mình lấy ra tất cả những cái cột trong mã hóa đơn, from hóa đơn, khách hàng, rồi mã khách hàng trong khách hàng bằng hóa đơn, trong mã khách hàng trong mã khách hàng bằng mã khách hàng trong mã hóa đơn, và họ tên của khách hàng là bằng bằng A. Họ tên khách hàng bằng A. Rồi tiếp theo mình qua cái mệnh đề tiếp theo ha. Ngoài dịch cái này xuống đi ha. Ngoài cái mệnh đề select from where ra thì mình sẽ bổ sung thêm, từ đây mình sẽ bổ sung thêm cái mệnh đề nữa, đó là mệnh đề order by. Và phía dưới thì cái mệnh đề order by này á, nó có cái chức năng là dùng để hiển thị kết quả câu truy vấn theo một cái thứ tự nào đó. À, dùng để hiển thị kết quả của câu truy vấn theo một cái thứ tự nào đó. Rồi như vậy thì cú pháp của mình sẽ là select from where order by. Order by thì mình sẽ đi kèm với hai cái từ khóa nữa, đó là từ khóa ascending và từ khóa descending. Ascending á, là tăng dần, và nó là từ khóa mặc định. Nếu như các bạn không có, những cái anh chị mà không có không có ghi cụ thể ha, nếu như các anh chị không ghi cụ thể là cột đó là mình sắp xếp tăng hay sắp xếp giảm thì nó sẽ để mặc định là sắp xếp tăng. Còn nếu như các anh chị muốn xếp giảm thì phải nhất định phải để descending vào đó, để C vào đó. Đây một cái ví dụ. Ví dụ là select ngày đăng ký doanh số from khách hàng, order by ngày đăng ký descending và doanh số ascending, đúng không? Để không như vậy là nó sẽ mặc định là tăng, đúng không? Như vậy thì đầu tiên là nó sẽ sắp xếp giảm theo ngày đăng ký trước. Rồi khi nào mà ngày đăng ký trùng nhau thì nó mới sắp đến cái cột thứ hai là sắp xếp tăng, sắp xếp tăng theo doanh số. Nhớ nha, sắp xếp là như vậy ha. Khi nào cột thứ nhất mà nó bằng nhau thì nó mới tính cột thứ hai, khi nào cột thứ hai bằng nhau thì nó mới tính đến cột thứ ba. Rồi, cái đó là cái nguyên tắc bình thường ha, không thể nào mà sắp xếp hai theo hai cột cùng lúc được, điều đó là không thể, không thể sắp xếp hai cột cùng lúc được. Cái này dễ làm hơn chứ select lồng nhau dài lắm thầy, select lồng nhau à. Ủa mình có những cái công cụ mà nó đơn giản trong tay thì mắc gì mình phải sử dụng select lồng nhau, đúng không? Ok, nói chung là những cái bài toán đơn giản thì mình không nên làm phức tạp, tại vì làm phức tạp thì nó sẽ khó debug, khó để mình gỡ lỗi, khó gỡ lỗi ha, khó đọc hiểu cái ý nghĩa của nó. Như vậy mình viết càng đơn giản thì càng dễ hiểu cái ý nghĩa. Okay. Rồi tiếp tục. Như vậy thì sau khi mà học hết cái truy vấn đơn giản thì các anh chị thấy nó đơn giản đúng không? Đơn giản thực sự mà, đâu có gì đâu. Thì mình sẽ bước qua một cái phần nó khó hơn, nó ghê gớm hơn, mình gọi đó là tập hợp, so sánh tập hợp và truy vấn lồng. Truy vấn lồng là cái khó nhất. Tập hợp, so sánh tập hợp, truy vấn lồng. Như vậy thì mình sẽ xem xét ha. Thì một cái câu truy vấn của mình nó sẽ trả về một cái bảng dữ liệu, đúng không? Cái truy vấn của mình nó sẽ trả về cái bảng, và mình có thể xem cái bảng đó như là mình có thể xem cái bảng đó như một cái tập hợp. Ví dụ như là mình select from sinh viên, select from hóa đơn, select from sản phẩm đi, thì tất cả những cái câu truy vấn trả về, cái kết quả truy vấn trả về mình có thể xem nó là một cái tập hợp được, xem nó là một cái tập hợp được. Như vậy thì những cái tập hợp này mình có thể thao tác trên tập hợp bằng cách là những cái tập hợp này có thể hội với nhau, giao với nhau, trừ với nhau, có thể chia nữa, mình lấy hai tập hợp chia nhau nữa. Cái việc hội giao trừ như thế này thì chắc các anh chị cũng hình dung. Mình sẽ thử dùng Ben để vẽ ra cái tập hợp. Bây giờ giả sử như mình có một cái tập hợp A và một cái tập hợp B rồi đó đi ha, A B.
Mình gọi đây là tập hợp A nè. Mình gọi đây là tập hợp B. Rồi ha. Như vậy thì A trừ B là gì? A trừ B là gì ha? A trừ B. Lấy tập A trừ cho tập B. Lấy tập A trừ cho tập B thì nó sẽ ra được cái phần này. Nó sẽ ra được cái phần này. Nhưng mình dùng cái này nó hơi không ổn lắm. Soi để chạy lên chút đó. A trừ B thì mình sẽ ra được cái phần này. Mình sẽ ra được cái phần này. Để chọn thử cái fill này, nó fill luôn. À, lâu rồi mình không xài Ben ha. Ok, cảm ơn. Cái hình thùng sơn cái này. Rồi ok, A trừ B ra này, đúng rồi. A trừ B ra này. Rồi cảm ơn mấy bạn ha. Hình thùng sơn. Rồi, như vậy thì hội đó là trừ rồi ha. Hội A hội B ra gì? A hội B. A hội B thì ra cả A và B luôn, là cái này luôn. Rồi ha. Vậy thì A giao với B ra gì? A giao B ra này. A giao B ra này ha. Như vậy thì cái đó là cái phép toán trình tập hợp. Cái đó là phép toán trình tập hợp, mình sẽ dùng giãn đồ Venn ha, cái này gọi là giãn đồ Venn. Thì các anh chị có thể hình dung thông qua cái giãn đồ Venn như thế này. Tuy nhiên là khi mà mình dùng giãn đồ Venn để bị tập hợp thì mình sẽ không nói được đến cái chuyện đó là cái tính chất của A là gì, tính chất của B là cái gì. Bây giờ giả sử như A là tập hợp của những chữ số từ 1 đến 10. B là tập hợp của những cái A là tập hợp của những số từ 1 đến 10, B là tập hợp bảng chữ cái. Thì A với B nó có tương tác được với nhau, hai tập hợp có tương tác được với nhau. Hội giao trừ không? Không đúng không? Tại vì một cái là chữ, một cái là số, hai cái này không liên quan với nhau á. Như vậy thì sẽ không có tương tác được với nhau. Sẽ không tương tác với nhau. Nó chỉ tương tác được với nhau ha. Nó chỉ tương tác được với nhau khi mà A và B nó khả hợp. Khả hợp ở đây có nghĩa là tính chất của A và B là giống nhau. Ví dụ như A chứa các số, B cũng chứa các số. Số nguyên ha, chính xác là số nguyên. Ví dụ như A chứa số nguyên từ 1 đến 10, B chứa số nguyên từ 1 đến 20 chẳng hạn đó, hoặc là từ 20 đến 30 chẳng hạn, thì mình vẫn có thể hội giao trừ với nhau được. Nhưng mà khi mà A với B nó không có cùng tính chất với nhau á, tức là nó không khả hợp, mình dùng đúng cái từ khóa của nó, không khả hợp, tức là một cái là số, một cái là chữ hay là gì đó, thì mình không thể nào mà mình áp dụng cái thao tác tập hợp lên đây được. Rồi đó là cái mình nhắc lại những cái cơ bản về toán học. Cơ bản về toán học chút xíu thì mình đi qua cái toán tập hợp trong SQL như thế này. Thì SQL nó có hỗ trợ sẵn luôn cái thuật toán luôn cho mình luôn, là hội là union, cái thuật toán union ha, giao là intersect và trừ là except. Thì khi mình union, khi mình intersect và except á, thì nó sẽ loại bỏ những cái dòng trùng nhau đi. Để giữ lại những cái dòng nào mà trùng nhau á, thì mình dùng thêm từ khóa on và phía sau nữa, tức là union on, intersect on và except on. Thì nó sẽ giữ lại những cái dòng trùng nhau. Dòng trùng nhau đó. Cái cú pháp của nó thì như thế này ha. Ví dụ như là mình có hai câu select. Mình có câu select trên, câu select dưới. Mỗi câu select này là một cái tập hợp. Thì giữa hai tập hợp á, mình sẽ sử dụng câu lệ là union hoặc là union on, intersect hoặc intersect on, hoặc là except hoặc except on. Là được. Là mình có hội giao và trừ hai tập hợp với nhau. Tuy nhiên là danh sách các cột này, mình lưu ý danh sách các cột này, mình phải làm sao cho nó khả hợp với nhau ha. Mình phải làm sao cho nó khả hợp với nhau. Ví dụ như là ở trên là số hóa đơn thì ở dưới cũng là số hóa đơn. Chứ ở trên là số hóa đơn và trị giá, mà ở dưới chỉ có số hóa đơn không thì hai cái này không khả hợp. Mình phải kiểm tra sao cho nó khả hợp thì mình mới trừ, mình mới hội, mình mới giao lại với nhau.
Rồi cái này là cái điều mà mình lần nào mình cũng nhắc và lớp nào mình cũng nhắc, nhưng mà các anh chị lúc nào cũng sai đó. Cái này không có cái gì mà đáng sai hết, nhưng các anh chị cũng sai đó. Anh trở nên lưu ý khi làm cái toán về tập hợp, nhớ cái khả hợp ha, nhớ cái nó phải khả hợp. Ví dụ cho biết cái số hóa đơn có nhân viên lập hóa đơn có họ là Nguyễn hoặc khách hàng mua hàng có họ là Nguyễn. Vậy thì select số hóa đơn from hóa đơn nhân viên ha, kết hai bảng hóa đơn và nhân viên lại với nhau, tức là hóa đơn chấm bảng nhân viên bằng nhân viên chấm bảng nhân viên và họ tên like Nguyễn, Nguyễn gì đó ha. Rồi khách hàng mua hàng có họ là Nguyễn thì mình lấy số hóa đơn ha, còn hóa đơn khách hàng rồi họ tên like Nguyễn, như vậy thì khách hàng có họ là Nguyễn, trên này nhân viên có họ là Nguyễn, như vậy thì mình sẽ union lại, union hai số hóa đơn lại. Như vậy thì khi union lại, các anh chị cũng thấy là ở đây nó select số hóa đơn này, ở đây select số hóa đơn này. Như vậy thì hai cái này khả hợp, nhưng mà mình union được ha, union lại được với nhau. Và khi union thì nó sẽ loại bỏ những cái hóa đơn nào mà trùng nhau á, thì nó chỉ lấy một thôi, nó không có lấy những cái còn lại. Như vậy thì để giữ lại những cái trùng nhau thì mình sẽ sử dụng từ khóa union on, sử dụng từ khóa on ở đây để mình chỉ ra là mình cần giữ lại những cái trùng nhau. Mình tìm hóa đơn có ngày hóa đơn bằng với ngày vào làm của nhân viên lập đó. Ok, mình có tìm hóa đơn có ngày hóa đơn bằng với ngày làm vào làm của nhân viên lập đó. Như vậy thì select mẹ nhân viên hóa đơn from hóa đơn, rồi select mẹ nhân viên ngày vào làm from nhân viên, và sau đó mình giao hóa này lại với nhau. Như vậy thì mẹ nhân viên bằng mẹ nhân viên này, ngày hóa đơn bằng ngày vào làm này. Đó, mình sẽ lấy ra được là hóa đơn có ngày hóa đơn bằng với ngày vào làm của nhân viên lập. Cái chuyện này bình thường ha. Hoặc là mình có thể làm, mình có thể viết theo kiểu bình thường như thế này: select hóa đơn tất cả cuộc hóa đơn, còn hóa đơn nhân viên kết hóa đơn của nhân viên lại với nhau thông qua bảng nhân viên, và ngày hóa đơn bằng với ngày vào làm. Tiếp theo, tìm những nhân viên không lập hóa đơn nào. Để tìm những nhân viên mà chưa hề lập hóa đơn nào thì cái thao tác của mình sẽ là lấy tất cả những cái nhân viên, đúng không, trừ cho những nhân viên lập hóa đơn, đã có lập hóa đơn thì sẽ ra được những nhân viên mà chưa hề lập hóa đơn nào, đúng không? Vậy thì select mã nhân viên from nhân viên, tức là mình lấy tất cả nhân viên này, select mã nhân viên from hóa đơn là mình lấy tất cả những nhân viên đã lập hóa đơn, mình lấy cái trên trừ cái dưới là mình sẽ ra được những nhân viên chưa hề lập hóa đơn nào. Đó, như vậy là mình đã học hết những cái phép toán về tập hợp rồi, đúng không? Hết toán về tập hợp rồi. Thì mình sẽ có chỉ cho anh chị cái chỗ này luôn á. Đây, trong cái đề thi của mình á là đây trong cái đề thi lý thuyết. Chế độ màu xám kia. Làm chung tập lý thuyết. Đúng rồi. Mình để nó. Chắc là mình sẽ kiếm trong này trở lẹ. Mình mở lên luôn ha. Mình trong cái kỳ vừa rồi. Đây. Thì trong cái đề thi này nè, trong cái đề thi này nó có một cái câu, đó là cái câu tìm các sản phẩm in ấn cả khách hàng thường xuyên và vãng lai đều đặt. Thì mình thấy là đa số tất cả các anh chị đều làm sai hết luôn. Đều làm sai hết, mặc dù cái câu đó là gì, câu dùng tập hợp. Hoặc là như trong cái bài tập này thì mình có câu minh họa một cái bài tập thì cho dễ ha. Đây, tìm
tìm cái số đâu rồi rồi đâu nó không phải dễ vậy. Giả sử ha, giả sử đi, mình tự đặt ra một cái câu đi. Tìm số hóa đơn để mua sản phẩm có mã số là BB01 và BB02. Mình có một cái câu như vậy đi. Tìm các số hóa đơn đã mua sản phẩm có mã số là BB01 và BB02 thì sao? Mình sẽ thấy các anh chị sẽ làm như vậy nè. Select số hóa đơn đúng không? Số hóa đơn mua cái sản phẩm đúng không? Có mã số như vậy thì chỉ cần hóa đơn là đủ rồi đúng không? Chỉ cần từ bảng chi tiết hóa đơn là được rồi, đâu có cần từ bảng khác đâu. Trong bảng chi tiết hóa đơn vừa có số hóa đơn vừa có chi tiết vừa có mã sản phẩm. BB không rồi. Tìm các số hóa đơn đã mua sản phẩm có mã số là BB01 và BB02 thì đúng rồi, dễ mà đúng không? Xét số hóa đơn phần chi tiết hóa đơn que mã sản phẩm bằng BB01 và mã sản phẩm bằng BB02. Nếu như mình viết như vậy thì các anh chị cũng biết là như viết như vậy là sai đúng không? Nhưng mà tại sao lại sai? Các anh chị mình thử nói là tại sao nó sai. Tại vì cùng một dòng dữ liệu thì không thể có vừa BB01 vừa có BB02. Đúng, chính xác, anh Duy Quang nói rất là chính xác à. Cái câu select này nó sẽ hoạt động như sau. Nó sẽ rà hết cho bạn chi tiết hóa đơn ha. Đây thì mình sẽ mở cái dữ liệu ra, mình sẽ chạy thử cho anh chị coi bằng mắt ha. Bằng mắt. Nó sẽ dò dòng thứ nhất. Nó sẽ dò dòng thứ nhất. Và nó coi được cái mã sản phẩm này có phải bằng BB01 và mã sản phẩm này bằng BB02 không? Thì không bằng. Dòng thứ hai có BB01 và BB02 không? Không. Dòng này không, dòng này không, dòng này không, dòng này không. Cái này cũng bằng BB01 và BB02 không? Không luôn. Cái này cũng không bằng BB01 và BB02 luôn, cũng không luôn. Không có cái dòng nào bằng hai giá trị hết á. Hoàn toàn không hề có một cái dòng nào có cái mã sản phẩm bằng hai giá trị hết. Thành thử nên câu truy vấn của mình viết là hoàn toàn sai. Đúng không? Làm gì có cái nào, làm gì có cái dòng nào mà vừa bằng BB01, cái mã sản phẩm vừa bằng BB01 và vừa bằng BB02. Không hề có ha. Như vậy thì mình sẽ làm bằng cách là mình cũng là cái này. Lấy những cái hóa đơn mua ha, những cái hóa đơn mua sản phẩm BB01. Rồi, mình lấy những hóa đơn mua sản phẩm BB02 ra. Và cuối cùng là mình giao lại với nhau. Giao lại với nhau. Để tìm ra được là những cái hóa đơn nào vừa mua BB01 vừa mua BB02, tức là và đó, thì cuối cùng mình sẽ có gì nhỉ? Mình sẽ có là cái hóa đơn 1102 này vừa mua BB01 vừa mua BB02 đó. Ủa thầy ơi, cho em hỏi với thầy. Sao? Như vậy mình dùng cái union nó khác nhau gì? Dư nhìn là hợp, là hội. Hội á là hoặc, tức là vừa mua cái này á, mua cái này hoặc mua cái kia, cái đó là hội. Nếu như xét phép toán trên tập hợp á, thì hội nó khác. À đây đây, lúc nãy mình có ví dụ mà, lúc nãy mình có ví dụ trên pen đó. Đây nè, nếu như hội ha, nếu như hội thì mình sẽ có những cái như thế. Nếu như hội sẽ là gì nhỉ? Cái này và cái này luôn. Mà cái mình cần là chỉ có cái này thôi, là giá thôi, khác nhau chứ. Ba cái này là union, cái giữa là intersect và except là cái này. A trừ B
bên này là A, bên này là B ha. A trừ B thì cái này, còn B trừ A thì ra cái này. Giao giao nhau á thì ra cái này. Còn A với B hội lẫn nhau thì ra cái này. Đó. Khác nhau chứ. Làm gì có giống nhau. Sao hình dung được chưa? Các anh chị hình dung được chưa? Như vậy thì cái phép toán trên tập hợp này đòi hỏi các anh chị phải có hình dung về tập hợp ha. Đó. Cái câu mình ra rất là đơn giản. Cái câu trong đề ha, thì mình mở lại cái đề. Cái câu trong đề ra rất là đơn giản. Tìm các sản phẩm in ấn cả khách hàng thường xuyên và vãng lai đều đặt. Như vậy thì tìm các sản phẩm mà khách hàng thường xuyên đặt, sau đó tìm các sản phẩm do khách hàng vãng lai đặt. Hỏi là ấy giao lại với nhau là xong. Đúng không? Bình thường, đâu có gì đâu. Vậy mà tìm sản phẩm khách hàng đó là thường xuyên và vãng lai chứ. Thì là sai hết rồi. Tích ra cái này là sai rồi. Làm gì có cái khách hàng nào mà thuộc loại vừa thường xuyên vừa vãng lai đâu. Người ta có 3 loại khách hàng là thường xuyên, vãng lai và VIP. Như vậy thì một á, là anh là vãng lai, anh không phải hai loại kia. Hai là anh thường xuyên, không phải hai loại kia. Ba là anh là VIP, là vẫn là không phải hai loại kia. Làm gì có vừa loại này vừa loại kia đâu mà thường xuyên và vãng lai đây được. Đó, nhưng mà vậy mà vẫn là sai gần cả lớp luôn. Rồi tiếp ha. Dùng in dễ hơn. À dùng in dễ hơn à. Dùng in à, dùng in. Dùng in đúng hay sao? Dùng in dễ hơn ha, à, dùng in. Đúng hay sao? Dùng in là đúng hay sai? Các anh chị thử suy nghĩ coi. Ủa mà các anh chị có dữ liệu mà đúng không? Các anh chị có dữ liệu, các anh chị thử chạy coi. Hai cái này ra kết quả giống nhau không? Là biết liền hả? Đúng không? Bây giờ giả sử ha. Select distinct số hóa đơn from chữ hóa đơn quen mẹ sẽ gọi in BB01 và BB02. Như vậy thì mình thử chạy cái câu này bằng mồm xem nào. Xin thử thử ra gì ha. À, đây 1102 thả điều kiện không? Select distinct số hóa đơn đúng không? Số hóa đơn 102 nè. From chi tiết hóa đơn nè. Que mã sản phẩm có nằm trong tập hợp này không? BB01 nằm trong tập hợp này đúng không? Thỏa. Rồi cái dòng tiếp theo không? Thỏa không? Thỏa luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ có dòng cái nào BB01 người ta 1104 nè. Thỏa không? Thỏa luôn. Đúng không? Rồi 1105 thỏa không? Thỏa. Đúng không? 1105, 1015, 1015 chứ. 1015 vẫn thỏa. Tại vì mã sản phẩm nó vẫn nằm trong tập hợp này mà. Vẫn thỏa đúng không? Như vậy có đúng không? Dùng in có đúng không? Sao đúng được? Sao lại đúng được? Đúng rồi, chắc có anh hàng anh đã làm thử mình thấy đúng không? đúng rồi anh Thọ nhắc mới nhớ là trong cái bài thi á cũng có những cái anh chị dùng in luôn, cũng chắc chắn cũng có anh chị dùng in. Mình sửa cái bài tập là từ hoàn thành và để làm ví dụ cho anh chị, không có gì hết trơn. Lúc nãy mình copy ra mình có sửa mà mình rồi sau khi mình làm á. Trong quá trình mình làm mình cũng có in đậm cái chữ và lên mà, chứ mình đâu có để chữ hoặc. Mình đâu có để chữ và bình thường đâu. Mình có ghi chữ và này một cách rất là đậm. Mình rất tiếc là mình quên xóa số 11. Đó. Như vậy cái này là sai ha. Cái này với cái này là hoàn toàn khác nhau. Nhớ nha. Cái này với cái đó hoàn toàn khác nhau. Đừng có kêu dùng in dễ, nó không dễ đâu. Đâu có giống đâu mà dễ. Như vậy thì công cụ thì các anh chị đã có trong tay. Tuy nhiên á, là cái logic để mình sử dụng cái công cụ đó thì mình phải rèn sao cho nó sắc bén à. Công cụ thì ai cũng có thể học được, có người học trước có người học sau. Tuy nhiên á,
là cái logic là không phải ai cũng có, không phải ai cũng sắc bén. Cái độ sắc bén của logic các anh chị không có giống nhau, thành thử nên có người đúng, có người sai, có người làm được, có người làm không được. Như vậy thì không phụ thuộc vào cái chuyện các anh chị có học trước hay chưa học, mà quan trọng là các anh chị có luyện hay không luyện thôi, có luyện hay không luyện thôi ha. Thành thử nên chưa chắc học trước mà điểm cao hơn là cái người mà bây giờ mới học đâu nha. Đó, nguy hiểm lắm. Rồi, như vậy thì cái phép tán cho tập hợp này á, mình biết là nó khó, thực ra là không có khó, nhưng mà mình biết là dễ sai. Thành thử nên mình chỉ ra những cái câu rõ ràng, là mình đã ra những cái câu là những cái câu cuối cùng thôi, tức là hai câu này là hai câu khó thôi, còn lại mấy câu trên là câu nào cũng dễ. Tức là tối đa các anh chị có 8 điểm trong tay rồi. Thế mà rất là oan trọng, oan cho người ra đề. Thật ra là mình cũng, lúc đó mình cũng đồng cảm, tại vì các anh chị tự nhiên đột nhiên nghỉ mất gần 2 tháng không có đụng đến SQL, tự nhiên đùng cái các anh chị thi online. Đó, rồi lúc đó mình thấy là có anh đang ngồi trong bệnh viện nữa. Có anh ngồi trong bệnh viện làm bài, mình hỏi ủa tại sao anh lại ngồi đang bệnh viện, mà thấy đầu anh đó bịt lại á, bịt cái mà kiểu dạng như là giống như bác sĩ vào phòng phẫu thuật á, bịt lại á. Thì mình mới hỏi thì anh đó nói là vợ em đang sanh, thì em đang ở trong bệnh viện, tự em đang trong bệnh viện thi luôn. Rồi có nhiều người đang đi chiến đấu với lại, tức nói chung là đi tham gia phòng chống dịch rồi tùm lum tùm lá, tức là người ta thi tại chỗ luôn. Thì mình cũng thông cảm cái chuyện đó, tại vì ai cũng có công việc riêng hết. Thành thử nên nghỉ đùng một cái, nghỉ 2 tháng, thành thử nên làm cái đề này mà làm được chuyện đó điểm là cũng ghê lắm rồi, cũng ghê lắm rồi ha. Ủa mà giờ hết giờ rồi, thôi thì chắc là để hôm sau mình sẽ học cái truy vấn lòng ha. Các anh chị về học kỹ lại cho mình cái truy vấn cơ bản và truy vấn cho tập hợp, nhất là cái truy vấn cho tập hợp. Tại mình thấy kỳ trước sai nhiều quá, mình thấy cảm thấy rất là tiếc, thành thử nên mình muốn các anh chị rèn cho thật chắc cái truy vấn ở trên tập hợp. Còn bữa sau mình sẽ học truy vấn lòng. Các anh chị nào muốn biết trước về truy vấn lòng thì có thể xem cái slide, tại vì truy vấn lòng nó rất phức tạp, nhất là cái phép chia trên hai tập hợp. Phép chia trên hai tập hợp là rất phức tạp, mình nói trước. Thành thử nên mình cần các anh chị rèn cho kỹ cái phép tán trên tập hợp, rồi rèn kỹ cái truy vấn cơ bản. Nó dễ, nhưng mà quan trọng là mình có áp dụng được hay không thôi, chứ nó rất dễ, nó rất đơn giản, không có gì nhiều hết. Nãy giờ các anh chị đâu thấy nó nhiều cái gì đâu, đúng không? Nhưng mà để kết hợp tụi nó lại với nhau và truy vấn cho đúng thì là do logic ha, do logic của cá nhân mình có logic hay không ha, có logic hay không, cái đó mới chết người là chỗ đó đó. Thầy cho lớp xin slide bài này, mình đã có cung cấp slide đầy đủ, slide này mình cũng đã có cung cấp rồi ha, có cung cấp rồi, cái slide này có rồi. Nên anh Xuân về đó và tìm và thấy rồi. Thì không biết các anh chị có chắc mình dừng ở đây ha, chị không biết có thắc mắc gì không. Hôm sau mình sẽ học thực hành, tuy nhiên là trước khi mình học thực hành thì mình sẽ dạy một phần lý thuyết nữa cho nó đủ, tức là phần lý thuyết về tập hợp, so sánh tập hợp, truy vấn lòng. Mình sẽ dạy cho anh chị cái phần này. Thì nếu như mình chiếm hết thời gian học thực hành thì các anh chị sẽ về nhà thực hành thôi, chứ không gì hết trơn. Thì mình sẽ cố gắng xong để các anh chị làm thực hành, về có gì mình sẽ trao đổi thêm thực hành. Thực hành thì chỉ thực hành SQL thôi, chứ không gì hết trơn. Để ai cho em hỏi cái chút xíu này. Ok. Thì xem mấy khu chat đó này, em ghi cái câu hỏi đó. In ra danh sách sản phẩm có cây và quyển đó này. Có được nó cây và quyển. Dạ, đúng rồi, nó tương tự cái bài hồi nãy, nhưng mà hôm bữa thì làm là in được. À,
cái này là in ra danh sách các sản phẩm có đơn vị tính là cây hoặc quyển ha. Dấu phẩy ở đây có nghĩa là hoặc á, chứ làm gì có một cái sản phẩm nào mà vừa có đơn vị tính này vừa có đơn vị tính kia được. Không thể nào có một cái sản phẩm nào mà vừa đơn vị tính là cây vừa có đơn vị tính là quyển được. Nhìn trong dữ liệu là mình sẽ thấy ngay là không hề có một cái sản phẩm nào như vậy. Như vậy thì cái câu này cũng là bình thường thôi. Như anh mình thấy là anh Thọ này có giải nè, anh Tạo câu này thì không gửi giải là như vậy á, nhưng mà em tưởng đâu là nó cũng tương tương như bên kia, vừa B01 hoặc là B02 á. Đúng rồi, đúng rồi. À đây, như vậy thì là các anh chị phải đọc cái đề và hiểu nó theo hướng nào. Như vậy thì vấn đề ở đây là mình đọc và hiểu đề ha. Mình đọc và hiểu đề. À ha, mình đọc và hiểu đề. Và mình làm sao mình chỉ được cái tư duy mà đọc hiểu đề ta? Nó đâu có, nó là cái phần mà đọc hiểu tiếng Việt. Thành thử nên mình không biết chỉ như thế nào hết. mình sẽ tiếp cận theo cái hướng là các anh chị sẽ phải hiểu được cái cách thức hoạt động của câu truy vấn, câu select nó sẽ đi như thế này. Vậy các anh chị sẽ thấy nè, sẽ thấy là cái câu của chị Vân đưa ra ha, cái câu của chị Vân đưa ra thì nó sẽ share screen. Cái câu của chị Vân đưa ra thì mình sẽ xem tìm cái sản phẩm nào mà có đơn vị tính là cây. Như vậy thì nó sẽ duyệt qua lần lượt tất cả các sản phẩm đúng không? Sản phẩm này thấy cây nè, quyển nè, quyển nè. Như vậy thì mình sẽ nhìn sơ qua mình sẽ thấy là không hề có một cái sản phẩm nào có đơn vị tính vừa là cây vừa là quyển hết, đúng không? Nhưng mà cái bài toán kia của mình á, cái bài toán mà BB01 và BB02 của mình á, thì là nó lại như thế này. Một cái hóa đơn, như vậy thì một cái hóa đơn, giả sử như hóa đơn 01 này đi, mình đang cần tìm số hóa đơn mà mua cả sản phẩm BB01 và BB02 thì mình coi ở nó có mua BB01 và BB02 không. À, giả sử như đến cái mã hóa đơn 02 đi, có mua BB01 và BB02 không, thì thấy là nó có mua BB01 và BB02. Đó. Rồi đến cái hóa đơn 3 nó mua cái gì? BB03. Hóa đơn 4 thì nó mua cái gì? Hóa đơn 4 thì nó mua mấy cái TV không ạ. Hóa đơn 5 thì nó mua gì? Nó mua TV. Hóa đơn 6 thì nó mua gì? Mua toàn ST không ạ? TV, ST không? Như vậy mình đến hóa đơn 14. Hóa đơn 14 thì có mua BB02 và mua BB01. Đó. Như vậy thì cái tính chất của cái câu truy vấn của chị Vân đưa ra là cái tính chất cái câu truy vấn do mình đưa ra nó khác nhau. Nó không hề giống nhau. Vậy có nghĩa là hóa đơn 15 là nó sẽ không lấy đúng không này? Hóa đơn 14 nó sẽ lấy. Hóa đơn 2 thì được 14 lấy. Hóa đơn 15 là có BB02 thôi thì không lấy đúng không? Đúng rồi, chính xác. Hóa đơn 15 thì chỉ có BB02 thôi không lấy. Hóa đơn 16 không lấy, hóa đơn 17 không lấy. Đó, ví dụ là kết hợp cả hai vậy. Trong cái chi tiết hóa đơn này chỉ có hai hóa đơn lấy được thôi, là hóa đơn 02 và hóa đơn 14 lấy thôi. Như vậy thì mình không có chỉ được cho các anh chị là đọc vô phải hiểu đề như thế nào, mà các anh chị phải nhìn, phải quan sát cái dữ liệu của mình, phải quan sát cái việc mà cái mô hình quan hệ của mình nó như thế nào, bao gồm cả khách hàng, bao gồm nhân viên, bao gồm sản phẩm, bao gồm hóa đơn, bao gồm chi tiết hóa đơn, nó kết nhau như thế nào, nó tổ chức dữ liệu như thế nào, thì các anh chị sẽ nhận định được cái bài toán các anh chị như thế nào. Chứ nếu như đọc về hình thức thì hai cái câu này nó giống y nhau, đúng không? Nếu như mình đọc về hình thức thì mình hiểu hai câu này giống nhau. Tuy nhiên nếu như mình nhìn về phần dữ liệu, nhìn ra thì hai câu này hoàn toàn khác nhau. Này, câu 13 phần 3 đó thầy. Câu 13 phần 3 rồi, ok, để mình xem câu 13 phần 3 ha. Nó có chữ cùng lúc có dễ hiểu hơn thầy. À, tìm các số hóa đơn mua cùng lúc hai sản phẩm có mã số. Ờ, đúng rồi, cái câu này là vậy. Nhưng mà hồi nãy mình không có ví dụ được, tại vì nó có mỗi sản phẩm mua với số lượng này nữa. Thành thử nên nó tự nhiên nó phức tạp hóa vấn đề lên, mà mình đang muốn kiếm một cái ví dụ cho nó dễ hiểu. Thành thử nên mình phải lấy, mình sẽ đổi, mình sẽ lấy một cái phần trước này thôi à. Mình sẽ lấy một cái phần trước thôi. Mình sẽ lấy cái phần trước này. Thầy thử giải bài câu 13 đó đi thầy. Thầy thử giải câu 13. Thử giải câu 13 đúng không? Tìm các số hóa đơn mua cùng lúc hai sản phẩm có mã số là BB01 và BB02. Mỗi sản phẩm mua với số lượng từ 10 đến 20. Thì đơn giản là cái này mua từ 10 đến 20 đúng không? Như vậy thì and số lượng là từ 10 đến 20 thôi, between. Cái phía dưới cũng vậy. Mỗi cái này mua với số lượng 10 20 nè. Cái mã sản phẩm 02 cũng mua được 10 đến 20. Sau đó mình
thì giao tụi nó lại với nhau thôi. Đó, cái một, cái BB01 mua số lượng từ 10-20, cái BB02 cũng mua từ 10-20, sau đó giao hai này lại với nhau là xong, là mình ra được yêu cầu của đề bài. Viết thẳng luôn, không cần hoặc, không cần hoặc gì hết này. À, viết thẳng luôn đâu có gì đâu, đâu ngoài gì đâu. Tại vì cái này nó kết với cái này rồi, sau đó nó hết câu chi vấn, rồi cái này nó kết với cái này rồi, hết câu chi vấn về, thì tôi sẽ để ra hai cái tập hợp lại với nhau, ra hai câu select lại với nhau thôi. Không biết gì, chờ. Rồi, sẽ ta. Để mình coi các anh chị còn thắc mắc gì không? Chị Hà viết đúng rồi nè. Chị Hà viết đúng rồi, nhưng mà có điều là hơi đúng rồi, đâu cần phải chỉ ra cái chi tiết hóa đơn đâu. Tại vì nó chỉ có một bảng duy nhất à. Mình không cần phải chỉ ra. Nói chung là đúng, nhưng mà nó mình không có, mình chỉ xét tính đúng sai thôi, mình không có xét là câu nó dài hay nó ngắn, câu nó rườm ra hay là nó không rườm ra, nhưng mà nói chung là đúng, chỉ có đúng hoặc sai thôi ha, là đúng. Rồi các anh chị còn câu nào nữa không? Còn cái câu đó mà dùng distinct vô thì sao thầy? Distinct á? Distinct thì tức là mình muốn là intersect á, là nó đã distinct sẵn rồi, tức là mấy cái câu mà này nè, nó sẽ bỏ mấy cái trùng nhau đi sẵn rồi. Mấy cái phép toán trên tập hợp á, số hóa đơn này với số hóa đơn này trùng nhau thì nó chỉ lấy một thôi, tức là nó sẽ không lấy trùng, tức là nó distinct sẵn. Bây giờ mình muốn lấy trùng thì mình phải dùng on vô thôi, intersect on, thì nó mới giữ lại những cái nào trùng nhau. Còn nếu như bỏ on thì nó sẽ distinct sẵn cho mình, không mình không cần mình phải dùng từ khóa distinct ở đây. Sao nào các anh chị có nghĩ ra được cái gì để hỏi không? Chắc chắn là sẽ còn nhiều thắc mắc, tại vì mình biết là các anh chị sẽ làm bài, và làm bài thì mới ra thắc mắc, chứ không phải là mới nhìn lý thuyết vậy thì có thắc mắc gì đâu, đúng không? Chưa thắc mắc đâu, các anh chị làm bài các anh chị thấy có thắc mắc, có thêm nhiều thắc mắc nữa. Thành ra nên đó, các anh chị cứ làm bài sẽ thấy có nhiều thắc mắc, chứ mình cũng không nghĩ là bây giờ mình sẽ có nhiều thắc mắc hay là gì đâu. Buổi thực hành thì sẽ có thắc mắc, hoặc là sau khi làm thực hành về nhà chị sẽ làm hoàn thành, nhưng mà thực hành thì sẽ có nhiều thắc mắc. Thì mình muốn là các anh chị tự làm bài thực hành nha, đừng có tham khảo ở đâu hết, tự mình làm. Mình đụng cái vấn đề mình sẽ suy nghĩ, mình sẽ đi tìm hiểu cái cách giải, mình sẽ giải cái vấn đề đó, thì mình sẽ có được cái phản xạ, giống như tiêm vaccine vậy á. Mình tự tiêm trong người mình sẽ có cái phản xạ. Còn nếu như mình nhờ người khác làm, hoặc là mình xem bài giải, coi sách giải hay đáp án gì đó, thì mình sẽ không tập được cái phản xạ. Lúc mai mốt mình vô phòng thi mình đọc cái đề, mình sẽ không có được cái phản xạ làm bài đâu, thì lúc đó sẽ rất là mệt đó. Vậy là ra cha đáp sẽ có của nhất nhỉ? Cái cơ chế của cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì bây giờ mình không có nói chung là mình nói làm gì.
cái vấn đề đó là cái vấn đề khác rồi, nó đi sâu vào trong cái việc cài đặt một cái hệ quản trị rồi, nói chung là nó không có ích lợi gì ở cái trong này, nói nó loãng thêm vấn đề đó thôi. Và character nó giải phóng bộ nhớ khi nào, ngay cái lúc mà mình insert vô thì nó đã, cái lúc mà cái câu lệnh insert vô mình sẽ xem xét được là nó insert nhanh hay insert chậm, rồi khi mình select mình truy vấn lên, rồi khi mình so sánh nữa, khi mình so sánh thì nó cũng sẽ dính đến cái việc cài đặt cái character so với character. Ok, như vậy thì nếu như không, các anh chị không chưa hoàn toàn chưa có thắc mắc gì hết đó thì mình sẽ dừng buổi học ở đây ha. Nếu như các anh chị có thêm thắc mắc gì đó, thì các anh chị có thể chat gửi tin nhắn cho mình, hoàn toàn có thể gửi tin nhắn cho mình bình thường. Trời giờ này mới đi ăn cơm đúng không hả? Ăn cơm giờ này là sẽ mau tăng cân lắm đó nha, vừa đau bao tử mà vừa mau tăng cân nữa. Rồi như vậy thì tạm biệt mọi người ha, tạm biệt mọi người ha. Mọi người nghỉ ngơi, cuối tuần vui vẻ. Rồi, nghỉ ngơi.